Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 164. Trong đại điện, Tiểu Bạch thu lại móng nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn khoa tay múa chân gì đó. Mà lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh xoay người nhìn lại, ngoài cửa điện có ba người đi tới. Trong đó có hai nam một nữ còn rất trẻ tuổi, ba người đều đeo trường kiếm ở sau lưng. Khi thấy Dương Diệp cùng Kiếm Kinh, ba người cũng hơi sửng sốt. Dương Diệp cùng ba người kia liếc mắt nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu, ba người kia cũng gật đầu đáp lại. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và ôm lấy Tiểu Bạch. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng Kiếm Kinh xoay người đi về phía ngoài điện, nhưng khi lại đi ngang qua ba người kia, Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nữ tử kia, nói chính xác là vòng ngọc màu trắng đeo trên cổ Cửu La nữ tử kia. Cái vòng ngọc này có hình một con yêu thú kỳ lạ với dáng vẻ thật dữ tợn, muốn cắn người khác. Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Tuy nhiên, nàng lại bị Dương Diệp hung hăng trừng mắt một cái. Tiểu Bạch chỉ vào vòng ngọc này biểu thị đó là bảo bối kỳ rất tốt. Dương Diệp nhíu mày, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch vội vàng thu móng nhỏ, sau đó ôm lấy mặt Dương Diệp và cọ loạn, biểu thị mình từ bỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó muốn rời khỏi. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Nàng muốn cái này sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, thấy tay nàng cầm ngọc bội trước ngực và nhìn hắn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi lén nhìn trộm Dương Diệp, sau đó đầu nhỏ vội vàng lắc, biểu thị không muốn, không muốn. Thật là một kẻ đáng yêu. Nữ tử cười nói. Vòng ngọc này là đồ trang sức do tổ tiên ta truyền xuống, tuy không phải là bảo vật gì tốt, nhưng có giá trị kỷ niệm. Ta không thể cho ngươi, nhưng có thể cho ngươi chơi một chút. Nghe vậy, mắt Tiểu Bạch lại sáng lên, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Rõ ràng là đang hỏi ý của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn cũng muốn thần vật. Hắn cũng biết, nếu vòng ngọc này có thể được Tiểu Bạch coi trọng thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nhưng hắn làm việc cũng có nguyên tắc, có một số việc có thể làm, có một số việc lại không thể làm. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía nữ tử kia. Vậy cảm ơn. Nữ tử mỉm cười, sau đó chuyển vòng ngọc cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nắm vòng ngọc và nhìn ngắm một chút, trong mắt có một sự tò mò. Một lát sau, móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vài cái vào vòng ngọc. Vòng ngọc chấn động mạnh. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong vòng ngọc này vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử kia liền ngây người. Lúc này, móng nhỏ của Tiểu Bạch lại vỗ nhẹ vào, rất nhanh, một tia kiếm quang từ trong vòng ngọc vọt ra. Trực tiếp đánh về phía Tiểu Bạch. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bấm tay bắn ra, tia kiếm quang này trực tiếp bị đánh vỡ. Hắn lại bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, đến tận ngoài điện. Một tiếng hét phẫn nộ từ trong vòng ngọc này vang lên. Kẻ nào lại dám quấy nhiễu giấc ngủ của bản tôn? Rất nhanh, một thanh kiếm mờ ảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở đó, nữ tử kia kinh ngạc nhìn thanh kiếm này, một lát sau, nàng dường như nghĩ tới điều gì. Trong mắt đầy vẻ vui mừng, kích động. Mà hai nam tử bên cạnh lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người có vẻ khó tin. Trong điện, thanh kiếm mờ ảo này chấn động mạnh, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ngoài điện, Dương Diệp nhíu mày, trong phút chốc, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, thoáng cái, một đường kiếm quang đột nhiên hiện ra. Ở trong ánh mắt mọi người, thanh kiếm kia trực tiếp bị đánh bay trở lại trong điện. Thanh kiếm kia tức giận, lại muốn ra kiếm, mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cầm lấy vòng ngọc này và đập mạnh xuống mặt đất. A! À, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ở trong không trung, rất nhanh, thanh kiếm kia trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Tiểu Bạch lại muốn đập, mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Tiểu Bạch chớp chớp mắt nhìn nàng, biểu thị ngươi muốn làm gì. Nữ tử liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói. Đừng đập được không? Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Trả vòng ngọc cho người ta. Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó ngoan ngoãn đưa vòng ngọc cho nữ tử kia. Trong lòng nữ tử buông lỏng, vội vàng nhận lấy vòng ngọc. Tay hai nam tử này đang nắm thật chặt kiếm cũng chậm rãi thả lỏng ra. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch và đang muốn rời đi, mà lúc này,
thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày, thanh kiếm kia lại là lướt đến trước mặt Tiểu Bạch. Kiếm đang run rẩy. Không cần phải nói, có lẽ thanh kiếm này đã nhận ra thân phận của Tiểu Bạch. Dương Diệp không để ý tới thanh kiếm kia, ôm Tiểu Bạch đi về phía ngoài điện. Thanh kiếm kia cũng không đuổi theo. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch biến mất ở cách đó không xa sau, nữ tử kia đột nhiên cung kính thi lễ với thanh kiếm kia. Các hạ chính là tổ tiên bội kiếm, Tuyệt Vân. Thanh kiếm kia khẽ run lên, rất nhanh liền huyễn hóa thành một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp rời đi rất lâu, sau đó nói. Nhà đầu, bảo gia chủ Lý gia chạy tới đây. Nữ tử do dự một lúc, sau đó nói. Tộc trưởng lão nhân gia ta đang bế quan, sợ rằng. Nam tử trung niên khẽ nói. Bảo hắn lập tức chạy tới đây, cứ nói đây là cơ hội quật khởi cuối cùng của Lý gia ngươi. Nữ tử. Nam tử trung niên không nói gì, mà đi về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Sau khi rời khỏi đại điện, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi về phía đại điện lớn nhất. Đây chính là chủ điện. Hoang kiếm điện. Trước đại điện, Dương Diệp liếc nhìn phía trên đại điện, sau đó ôm Tiểu Bạch đi vào. Trong điện cũng trống rỗng, không có gì cả. Dương Diệp có chút thất vọng, nhưng chẳng bao lâu, hắn mỉm cười. Thật ra, lần này hắn đã thu hoạch được rất nhiều rồi. Chờ sau khi kiếm kinh hoàn toàn nghĩ ra được cách sử dụng ba kiếm trận này, dựa vào chúng, hắn có thể chống đỡ được mấy vị cường giả phá giới cảnh, thậm chí là giết ngược lại. Khi Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đang muốn rời đi, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhảy tới trên mặt đất quan sát, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ vào mặt đất. Dương Diệp cùng kiếm kinh liếc mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, Dương Diệp cùng kiếm kinh, Tiểu Bạch trực tiếp biến mất ở trong điện. Lòng đất, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch một đường đi xuống dưới, cứ xuyên qua gần mấy vạn trượng, cuối cùng thấy được một đại điện ở sâu bên trong lòng đất. Xung quanh đại điện có bốn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Mà ở ngay phía trước của đại điện có một bức tượng bằng ngọc. Đó là một nam tử trung niên cầm trường kiếm trong tay, mắt nhìn về phía trước. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch muốn đi qua, nhưng kiếm kinh ở bên cạnh hắn đột nhiên ngăn cản, Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh lại nhìn phía xa sau đó nói. Kiếm giống như thế, có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm kinh bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang bắn nhanh về phía đại điện này, kiếm quang vừa tới gần đại điện này, đột nhiên, một ảo ảnh cầm trường kiếm trong tay xuất hiện ở trước đại điện, thoáng cái, kiếm trong tay ảo ảnh người trực tiếp rơi xuống. Suy. Tia kiếm quang này trực tiếp biến mất. Tuy nhiên, ảo ảnh này cũng biến mất theo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên nghiêm trọng. Phá giới. Thực lực của ảo ảnh này không ngờ là phá giới cảnh. Kiếm kinh trầm giọng nói. Kiếm giống như thể là một loại bí thuật cổ xưa, nói một cách đơn giản chính là phục chế, lợi dụng kiếm ý phục chế lại bản thể của mình, sáng tạo ra một loại sinh mạng mới, cũng có thể gọi là phân thân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Người có thể làm được như vậy, tuyệt đối không chỉ là phá giới cảnh, cường giả phá giới cảnh căn bản không có năng lực này. Nói cách khác, tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông có thể trên phá giới, chỗ này cơ bản không có khả năng xuất hiện cường giả trên phá giới. Cho nên, tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông tuyệt đối là từ vĩnh hằng vũ trụ đến. Người muốn nói gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ nói. Bắc Hoang Kiếm Tông diệt vong. Rất có khả năng liên quan đến thế lực bên vĩnh hằng vũ trụ kia, ta có trực giác, bây giờ chúng ta qua đó, rất có thể sẽ bị cuốn vào một vài ân oán lung tung. Bắc Hoang Kiếm Tông bị diệt tuyệt đối không phải là chuyện bình thường, nếu như ngươi cuốn vào trong đó. Dương Diệp cười gượng nói. Kiếm kinh, ngươi cảm thấy bây giờ ta còn ít phiền phức sao? Kiếm kinh im lặng. Dương Diệp nhìn về phía đại điện này. Phiền phức đã rất nhiều rồi, có thêm một chút thì đã sao? Kiếm kinh im lặng. Dương Diệp đi tới trước mặt kiếm kinh, cười nói. Đời người chỉ có hai con đường, một là thuận theo tình cảnh, hai là nghịch cảnh, không hề nghi ngờ, ta là người sau. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa. Bên kia có khả năng có vô số phiền phức, nhưng cũng có khả năng mang cho ta tới kỳ ngộ, không phải sao? Kiếm kinh khẽ gật đầu. Cũng đúng, dù sao ngươi bây giờ có thêm chút phiền phức cũng không có gì. Nói xong. Nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi dẫn đường. Tiểu Bạch chớp mắt,
móng nhỏ xòe ra biểu thị hỏi vì sao. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, hắn cũng muốn biết. Kiếm Kinh khẽ nói, kiếm giống như thể cũng thuộc về linh thể, chỉ có Tiểu Bạch cầm được nó xuống. Hơn nữa, khí tức trên người Tiểu Bạch không có ác niệm, kiếm giống như thể kia sẽ không xem nàng là kẻ địch. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch cũng nhìn về phía hắn, một lớn một nhỏ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Tiểu Bạch lấy ra một cái búa mờ ảo, sau đó đi về phía xa. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh vội vàng đi theo, rất nhanh, kiếm giống như thể kia lại xuất hiện, Tiểu Bạch vội vàng giơ búa lên, tuy nhiên đúng lúc này, kiếm giống như thể kia đột nhiên tránh qua một bên. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Có thể chuyển cái này đến trong Hồng Mông Tháp không? Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi không muốn chết lại cứ mang nó vào. Dương Diệp. Kiếm Kinh nói. Nó thu được mệnh lệnh là canh giữ ở đây, rời khỏi nơi này thì nó sẽ hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc. Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bỏ búa xuống, sau đó hóa thành một đường ánh sáng trắng chạy vào trong. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh biến sắc, hai người đang muốn theo cùng, mà lúc này, Tiểu Bạch lại chạy ra, ở bên trong móng nhỏ của nó đang cầm một viên hạt châu màu vàng lớn bằng nắm đấm. Nàng đặt hạt châu ở trước mặt Dương Diệp, sau đó lại xoay người chạy vào trong. Dương Diệp đang muốn đi theo, lúc này, Kiếm Kinh ở bên cạnh hắn đột nhiên run giọng nói. Đây là một viên long nguyên của Thái Cổ Chân Long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Tiểu Bạch lại chạy ra, ở trong móng vuốt của nàng đang cầm hai cái sừng dài màu vàng và đặt ở trước mặt Dương Diệp, sau đó lại chạy vào trong. Dương Diệp vừa cầm lấy hai cái sừng này thì Tiểu Bạch lại chạy ra, ở trong móng nhỏ của nàng cầm một con rắn nhỏ màu vàng bốn chân. Lúc này, con rắn nhỏ bốn chân đang giãy giụa kịch liệt. Cùng lúc đó, từng áp lực mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể con rắn nhỏ này phát ra, nhưng lại trực tiếp bị Tiểu Bạch xem như không thấy. Kiếm Kinh nuốt nước bọt. Đây là, Thái Cổ, chân, Dương Diệp. Động vật nhỏ màu vàng kia căm tức nhìn Tiểu Bạch, móng vuốt không ngừng vung vẩy, rõ ràng là đang bảo Tiểu Bạch thả nó ra. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra búa khai thiên, sau đó gác ở trên đầu của động vật nhỏ này. Động vật nhỏ màu vàng kia lập tức trở nên yên tĩnh. Cửa đại điện, Dương Diệp cùng Kiếm Kinh đã hoàn toàn ngây người. Dương Diệp còn tốt một chút, bởi vì hắn không biết giá trị của những bảo vật trước mắt này. Nhưng Kiếm Kinh có kiến thức rộng rãi, nàng biết rất rõ ràng giá trị của chúng, đặc biệt là con rắn nhỏ màu vàng đang được Tiểu Bạch cầm bây giờ. Không đúng. Đó không phải là con rắn nhỏ, đây rõ ràng là một con rồng nhỏ màu vàng. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh đi tới trước mặt Tiểu Bạch và hơi run rẩy nói. Tiểu Bạch, có thể tạm thời thả nó ra được không? Thật ra, nếu như người trước mắt này không phải là Tiểu Bạch, nàng sớm lại một kiếm đánh tới rồi. Đây chính là Thái Cổ Chân Long đấy, Thái Cổ Chân Long thời đại cổ xưa đấy. Hai thanh phi đao màu vàng của Dương Diệp là ngụy thần khí, rất lợi hại sao? Nhưng đây chẳng qua là hai mảnh vảy của Thái Cổ Chân Long mà thôi. Nhưng bây giờ, trước mắt lại có một con chân long. Thái Cổ Chân Long thật sự. Trước mặt Kiếm Kinh, Tiểu Bạch chỉ vào Thái Cổ Chân Long kia và biểu thị nó muốn chạy trốn. Biểu đạt xong, móng nhỏ của nàng nắm búa khai thiên lại gác ở trên cổ của Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long cũng không dám có bất kỳ cử động nào, rất sợ chọc giận nàng sẽ bị một búa đánh rơi đầu. Kiếm Kinh bất đắc dĩ. Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cất búa khai thiên, sau đó nàng ném Thái Cổ Chân Long kia vào trước mặt Dương Diệp giống như ném rác rưởi. Tiếp theo, nàng xoay người lại chạy vào trong. Dương Diệp có chút không yên lòng, vội vàng thu hồi Long Nguyên và đôi sừng rồng, vội vàng đi theo. Kiếm Kinh liếc nhìn Thái Cổ Chân Long trên mặt đất, lúc này, Thái Cổ Chân Long đang căm tức nhìn trong đại điện, từng uy áp khủng khiếp không ngừng lan tràn ra toàn thân của nó. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Đừng mong báo thù, nếu không, nàng sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi vào bên trong đại điện này. Thái Cổ Chân Long liếc nhìn ngoài điện và do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ về phía trong đại điện này. Trong đại điện cũng không phải quá lớn, ở ngay chính giữa đại điện có quan tài màu vàng, ngoài ra không còn vật gì khác. Quan tài không đậy nắp quan tài, lúc này... Tiểu Bạch đang nằm ở đó trên quan tài, mắt lại nhìn chằm chằm vào bên trong. Dương Diệp đi tới,
Ở trong quan tài này chỉ có một vật, một bình ngọc màu trắng trong suốt lấp lánh. Tiểu Bạch hoàn toàn không do dự cầm bình ngọc này lên và không ngừng quan sát bình ngọc, đồng thời thỉnh thoảng dùng mũi ngửi. Một lát sau, nàng đột nhiên mở bình ngọc màu trắng này ra, trong phút chốc, linh khí đột nhiên chấn động ra, không chỉ có vậy, trong nháy mắt này, hồng mông tử khí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên lặng xuống, cả huyền cổ khí cũng vậy. Tránh! Dương Diệp cảm giác hai loại huyền khí này của mình không ngờ lại tránh né. Trong bình ngọc màu trắng có huyền khí bảy màu bay ra. Khi huyền khí này xuất hiện, linh khí ở đó lập tức biến mất, lại giống như hoàng đế xuất hành, người đi đường tránh đi vậy. Nhìn thấy huyền khí bảy màu, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng, sau đó theo bản năng liếm môi một cái. Khí vĩnh hằng. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, Kiếm Kinh nhìn chằm chằm vào bình ngọc màu trắng trong móng vuốt của Tiểu Bạch. Đây là khí vĩnh hằng làm cho rất nhiều cường giả phải điên cuồng, ta rốt cuộc đã biết tại sao Bắc Hoang Kiếm Tông lại bị người diệt môn. Dương Diệp nói. Cũng bởi vì nó sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, vĩnh hằng vũ trụ có khí vĩnh hằng, nhưng người bên này không biết, cho dù là ở vĩnh hằng vũ trụ, khí vĩnh hằng cũng thuộc về tồn tại đặc biệt hiếm có, khí loại như khí vĩnh hằng này lại càng khó thấy. Khí loại? Dương Diệp không hiểu. Có ý gì? Kiếm Kinh giải thích. Cái gọi là khí loại cũng giống như mồi lửa, người chỉ có nắm giữ mồi lửa mới có thể không ngừng làm ra lửa, nếu như không có mồi lửa, lửa lấy ra chính là duy nhất. Linh khí cũng vậy. Lại giống như hồng mông tử khí của ngươi, ngươi chia một phần cho người khác hấp thu, sau đó sẽ không sau đó. Nhưng nếu như ngươi đưa hồng mông tháp cho đối phương lại có thể không ngừng nắm giữ hồng mông tử khí. Hồng mông tháp lại tương đương với linh loại linh khí của ngươi. Đương nhiên, bây giờ ngươi không cần tháp cũng có hồng mông tử khí. Dương Diệp nhìn về phía bình ngọc trắng này, sau đó nói. Theo cách nói của ngươi, nếu như ta cắn nuốt khí vĩnh hằng này, ta rất có thể tu luyện ra khí vĩnh hằng sao? Kiếm Kinh trầm giọng nói. Trên lý thuyết là có thể nhưng vô cùng khó khăn, bởi vì khí vĩnh hằng này chỉ là một luồng khí loại, lại giống như là một cái chồi, người muốn bồi dưỡng thành nó một cánh rừng đâu có dễ thế được. Đương nhiên, nếu quả thật làm được, như vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào khí vĩnh hằng này làm cá nhảy long môn. Khí vĩnh hằng có tác dụng là gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh nói. Nó có rất nhiều tác dụng rất nhiều, ví dụ như khi tu luyện sẽ làm ít công to, thay đổi thể chất, chăm sóc nuôi dưỡng thần hồn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nó có thể nâng cao tuổi thọ. Càng tu luyện, người sẽ càng phát hiện, bảo vật gì cũng không có liên quan đến tuổi thọ. Đặc biệt sau khi đạt tới trình độ nhất định, mỗi lần nâng cao đều phải trải qua thiên mệnh chi kiếp, cũng chính là mạng kiếp, mỗi lần mạng kiếp, cho dù thành công vượt qua cũng sẽ hao tổn tuổi thọ. Kể từ đó, tuổi thọ càng thêm quý giá hơn. Vượt qua cũng sẽ tổn thất tuổi thọ sao? Dương Diệp không hiểu. Thành công độ kiếp, không phải tuổi thọ được tăng thêm sao? Kiếm Kinh lắc đầu. Đó là khi không uy hiếp đến thiên mệnh, sau khi thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định, cũng chính là lúc uy hiếp đến thiên mệnh sẽ chú ý tới ngươi. Lúc này sẽ gây ra một loạt ngăn cản. Đương nhiên, thiên mệnh trong truyền thuyết cũng không dám làm quá đáng. Trước sau vẫn giữ lại cho người ta một con đường. Nhưng muốn bước qua một đường này mới khó khăn thế nào? Bao nhiêu đại đế, bao nhiêu hoàng thần, bao nhiêu bá chủ phải dừng lại bởi một đường này? Thiên mệnh thật sự tồn tại sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi hỏi thiên mệnh có tồn tại không, ta không có cách nào trả lời cho ngươi được, nhưng ngươi có thể suy nghĩ xem, vì sao tuổi thọ của con người cùng vạn vật có giới hạn? Vì sao con người phải trải qua sinh lão bệnh tử? Nói đơn giản một chút, vì sao chúng ta lại chết đi? Ngươi có thể suy nghĩ kỹ không? Tại sao phải chết? Dương Diệp trực tiếp sửng sốt. Tại sao con người phải chết? Đó không phải là quy luật tự nhiên sao? Nhưng ai là người quyết định về quy luật tự nhiên này? Thiên mệnh à? Thế gian không có người nào nhìn thấy thiên mệnh gì đó. Nhưng càng lũ cổ càng nhiều cường giả lại có thể cảm nhận được tồn tại thần bí này. Những cường giả này càng mạnh lại càng có thể cảm nhận được thiên mệnh tồn tại. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Con người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng theo mọi người tu hành, rất nhiều người sẽ không bị bệnh, cũng rất khó chết. Thật ra, từ giây phút khi bước vào tu hành đã là nghịch thiên đổi mạng rồi. Phải nói là nghịch thiên giành mạng sống. Người vốn phải chết,
nhưng ngươi không muốn chết. Ngươi tu hành và thu được tuổi thọ nhiều hơn, cứ như vậy, trong lúc vô hình, ngươi cùng thiên mệnh đã đối mặt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía bình ngọc màu trắng trước mặt Tiểu Bạch. Trở lại chuyện chính, sở dĩ khi vĩnh hằng quý như vậy, chủ yếu nhất là tu luyện khí này không những có thể tăng cao thể chất của bản thân, làm cho bản thân mình có một cơ thể càng kiên cố hơn, còn có thể nâng cao tuổi thọ của mình. Có càng nhiều tuổi thọ mới có thể đi xa hơn ở trên con đường tu hành, mới có thể càng tiếp cận với thiên mệnh, nếu như chiến thắng thiên mệnh, có lẽ có thể thật sự đạt được trường sinh. Ta hiểu rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tu hành thì tu hành, nhưng thật ra, mục đích cuối cùng chính là đang tu mạng, phải nói là kéo dài tính mạng. Sở dĩ khi vĩnh hằng lợi hại là bởi vì nó có thể kéo dài tính mạng, có mạng mới có tất cả. Kiếm Kinh cười nói. Đúng vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Có phải ngươi muốn hút nó không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt và liếc nhìn khí vĩnh hằng này, suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Kiếm Kinh nói. Tuy vật ấy cũng có tác dụng rất lớn với ngươi, thậm chí có thể tăng nhanh thời gian ngươi lập tổ, nhưng bây giờ nếu như ngươi lập tức muốn thức tỉnh, không thể nghi ngờ chính là một mối họa lớn đối với hắn. Khí vĩnh hằng này không quá cần thiết với, sau này ngươi muốn nó, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng đối với ngươi lại khác, khí vĩnh hằng này có trợ giúp quá lớn đối với ngươi. Ngươi cũng không cần tặng nó cho nàng làm gì. Nàng có phúc nguyên rất lớn, khí vĩnh hằng tuy quý giá, nhưng sau này nàng chưa chắc đã để vào trong mắt. Nghe thấy Kiếm Kinh nói vậy, Tiểu Bạch trực tiếp đưa bình ngọc màu trắng này tới trước mặt Dương Diệp, gương mặt tròn vo của Tiểu Bạch tươi cười rạng rỡ. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Chờ ta tu luyện ra khí vĩnh hằng, đến lúc đó, Tiểu Bạch nhà ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Tiểu Bạch càng thêm rạng rỡ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó lại muốn nuốt trọn khí vĩnh hằng. Mà lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Nếu ngươi cắn nuốt vật ấy sẽ đại biểu cho phiền phức vô tận, ngươi. Mà lúc này, Dương Diệp đã nuốt khí loại khí vĩnh hằng nuốt rồi. Kiếm Kinh. Khí vĩnh hằng vào cơ thể, đi thẳng tới vị trí bụng của Dương Diệp, khí vĩnh hằng này tuyệt đối không bồng bềnh khắp nơi mà im lặng ở đó, hồng mông tử khí cùng huyền cổ khí xung quanh căn bản không dám tới gần. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Sau này không có việc gì thì cố gắng hết sức làm cho nó di chuyển trong cơ thể của ngươi, về phần mượn nó trợ giúp để tu luyện ra khí vĩnh hằng thật sự thế nào, bản thân ngươi tự cân nhắc đi. Hả? Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh khẽ nói, ta cũng chưa từng thấy qua khí loại khí vĩnh hằng thật sự, ngươi chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm. Dương Diệp. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, ngươi nuốt viên long nguyên của thái cổ chân long kia đi. Dương Diệp ngây người, sau đó lấy ra viên long nguyên, Kiếm Kinh khẽ nói. Nuốt nó vào, cảnh giới của ngươi sẽ đạt được hư chân cảnh, thậm chí có khả năng thu được lực lượng của thái cổ chân long. Như vậy lực lượng của ngươi sẽ được nâng cao một bước. Nói đến đây, trong mắt nàng có chút phức tạp. Thứ này thật sự rất tốt, cho dù là cường giả phá giới cảnh nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt. Long nguyên chính là lực lượng cùng tinh hoa của một vị thái cổ chân long ngưng tụ ra nên không có cách nào phán đoán được năng lượng trong đó. Đúng lúc này, thái cổ chân long nhỏ đột nhiên căm tức nhìn Dương Diệp, lại muốn giành lấy long nguyên, mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nắm lấy cổ thái cổ chân long. Sau đó lấy búa khai thiên ra để ở chỗ bụng của thái cổ chân long, rõ ràng là muốn phá bụng lấy long nguyên. Thái cổ chân long trực tiếp trợn mắt một cái, bị dọa tới hôn mê bất tỉnh. Kiếm Kinh liếc nhìn thái cổ chân long đã ngất đi, sau đó hít một hơi. Người đấy, đúng là có số mạng không tốt, thế gian chỉ có số ít loại sinh vật không khiếp sợ ngươi, đáng tiếc, ngươi lại gặp phải nàng. Thái cổ chân long tuyệt đối là tồn tại cao nhất trên chuỗi sinh vật. Trên thế gian, tồn tại có thể ép được bọn họ thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường cự yêu, ví dụ như tiểu ngưu mà gặp phải chân long, tuyệt đối là không dám lỗ mãng. Nhưng con chân long này lại gặp phải tiểu bạch, mà ở trên thế gian này, tiểu bạch vừa vặn có thể ép đầu thái cổ chân long. Tiểu bạch ngược lại không thật sự muốn phá bụng lấy long nguyên, nàng chỉ dọa một thái cổ chân long, nhưng không ngờ được thái cổ chân long đã sợ hãi mà trực tiếp ngất đi như thế. Nàng chợt cảm thấy không thú vị, sau đó vứt thái cổ chân long trên mặt đất. Nàng không biết nó là thái cổ chân long gì,
nàng chẳng qua chỉ cảm thấy nó không tệ mà thôi. Cách đó không xa, Dương Diệp cũng không do dự, trực tiếp nuốt viên Long Nguyên xuống. Long Nguyên vào bụng, một lực lượng tinh thuần mạnh mẽ lập tức lan tràn ở trong cơ thể hắn. Ầm, một uy áp vô hình đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phát ra, Long uy. Trong lòng Dương Diệp có chút chấn động, bởi vì lực lượng này thật sự quá mức khủng khiếp. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Mà lúc này, khí vĩnh hằng trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên di chuyển. Cắn nuốt. Khí vĩnh hằng này không ngờ bắt đầu cắn nuốt những lực lượng Long Nguyên, tuy nhiên cũng không hút quá nhiều, không gây ảnh hưởng quá lớn đối với Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp rất lâu. Một lát sau, nàng có chút buồn chán, sau đó lấy hai cái sừng rồng ra nghịch một hồi rồi đặt ở trên đầu mình. Kiếm Kinh nhìn thấy vậy thì mí mắt giật mạnh. Tiểu Bạch hình như cảm thấy không thích hợp, cầm xuống, nghĩ tới điều gì, nàng gọi Tiểu Ngưu tới. Sau khi Tiểu Ngưu xuất hiện liền có chút kiêng kỵ liếc nhìn Thái Cổ Chân Long còn đang giả vờ bất tỉnh. Tiểu Bạch không sợ vật nhỏ này, nhưng nó rất sợ. Tiểu Bạch cầm hai cây sừng rồng này đặt ở trên đỉnh đầu Tiểu Ngưu, không cần phải nói, nó thật thích hợp. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Châu Ngu, người có muốn thay đôi sừng rồng Thái Cổ Chân Long này không? Tiểu Ngưu tuy ngốc nhưng cũng biết hàng, liền vội vàng gật đầu. Nói đùa à, đây chính là sừng rồng của Thái Cổ Chân Long, cho hắn thay, sau này sừng rồng của hắn lại có thể tương đương với thần khí đấy. Thật sự có thể so sánh với thần khí. Mà chiến lực nó cũng sẽ được tăng cường rất lớn. Không chỉ có vậy, nó thu được đôi sừng rồng Thái Cổ Chân Long này còn có thể cảm nhận được lực huyết mạch của Thái Cổ Chân Long, nói chung lợi ích không có cách nào đong đếm. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch và lắc đầu thở dài, con trâu này thật sự không ngốc, theo Tiểu Bạch, chuyện gì cũng nịnh bợ Tiểu Bạch, nhưng thật sự có tác dụng, vận khí của nó cũng tốt hơn, theo một người hào phóng như Tiểu Bạch, sừng rồng của Thái Cổ Chân Long mà nói đưa liền đưa, mắt cũng không chớp lấy một cái. Đây là phúc lớn của Tiểu Ngưu. Đổi sừng rồng. Kiếm Kinh tự mình ra tay, cộng thêm Tiểu Ngưu phối hợp, chỉ trong giây lát, Tiểu Ngưu lại đổi được một đôi sừng rồng với ánh vàng rực rỡ, mà khi thay sừng rồng xong, tất cả khí thế cùng khí tức của Tiểu Ngưu lập tức khác hẳn. Thật sự là chênh lệch một trời một vực. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Ngưu và khẽ gật đầu, bây giờ Tiểu Ngưu mặc dù chỉ là giới chân cảnh, nhưng chiến lực của nó tuyệt đối có thể nghiền ép giới chủ cảnh, đừng nói giới chủ cảnh. Cho dù là phá giới cảnh VC có sức đánh một trận. Bên cạnh Tiểu Ngưu, Nhị Nha liếc nhìn sừng rồng trên đỉnh đầu Tiểu Ngưu, sau đó thỉnh thoảng xoa xoa, trong mắt có vẻ hiếu kỳ. Kiếm Kinh liếc nhìn Nhị Nha và do dự một lúc, nàng chỉ vào Thái Cổ Chân Long còn đang giả vờ chết. Nhị Nha, người thấy nó thế nào? Nhị Nha quay đầu lại nhìn về phía Thái Cổ Chân Long nằm trên mặt đất. Con rắn nhỏ à? Nghe được hai chữ này. Thái Cổ Chân Long nằm trên mặt đất lập tức mở mắt ra, căm tức nhìn Vương Nhị Nha, không chỉ có vậy, một long uy cường đại trực tiếp nghiền ép về phía Nhị Nha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Ngưu lập tức trốn đến phía sau Tiểu Bạch. Long uy áp đến từ huyết mạch này quá lớn đối với các yêu thú áp lực. Mà Vương Nhị Nha lại hoàn toàn không sợ hãi, tung người nhảy lên đá vào trên đầu Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống mặt đất và trượt dài một đoạn xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Kiếm Kinh hoàn toàn thay đổi. Nghiêm trọng. Vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tiểu Bạch không sợ Thái Cổ Chân Long, nàng thật sự hiểu rất rõ, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt bình thường. Nhưng Vương Nhị Nha còn không sợ Thái Cổ Chân Long, nàng dựa vào cái gì mà không sợ chứ? Chỉ có một giải thích, đó chính là huyết mạch của Vương Nhị Nha còn cao hơn Thái Cổ Chân Long. Thế gian này có huyết mạch của yêu thú gì còn cao hơn Thái Cổ Chân Long? Kiếm Kinh không ngờ được. Bởi vì trong mấy vị Thái Cổ cự yêu nàng biết, nhiều lắm cũng chỉ đủ để ngang bằng với Thái Cổ Chân Long, nàng biết chắc có tồn tại có thể nghiền ép Thái Cổ Chân Long, nhưng nàng không biết. Vương Nhị Nha tuyệt đối không dừng tay, nàng đi tới trước mặt Thái Cổ Chân Long, sau đó nhấc Thái Cổ Chân Long lên và đánh một trận tơi bời. Ở đó lập tức vang lên từng tiếng kêu rên. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, có chút không đành lòng, nhưng điều này có liên quan gì đến nàng chứ? Mà sau lưng Tiểu Bạch, hai tay Thái Cổ Tiểu Ngưu có chút run rẩy. Nó cảm thấy, sau này mình nên kính trọng Vương Nhị Nha hơn mới được. Điều này không phải là vấn đề hóc búa đối với nó. Dù sao theo nó thấy, ở trong những người liên quan tới Dương Diệp,
nó phải cố gắng hết sức khiêm tốn, không chỉ có vậy, có sống mệt sống mỏi cũng phải cố gắng hết sức làm. Nói chung, nó cứ thể hiện tốt tâm tính là được. Bởi vì nó hiểu rõ một đạo lý, trong cái vòng này, tiểu ngưu nó không thể trêu vào ai cả. Đây cũng nguyên nhân vì sao Kiếm Kinh nói con trâu này không ngu ngốc. Qua một hồi lâu, Vương Nhị Nha mới ngừng tay, không biết nàng lấy từ đâu ra một sâu mứt quả liếm liếm, sau đó nàng dường như nghĩ đến điều gì, kéo một viên ra và đưa tới trước mặt tiểu bạch chớp chớp mắt rồi không khách sáo, đầu lưỡi cuốn một cái đã ngậm viên mứt quả kia vào trong miệng nhỏ. Kiếm Kinh liếc nhìn Thái Cổ Chân Long nằm hấp hối trên mặt đất và lắc đầu, người đúng là đủ xui xẻo. Một lát sau, Kiếm Kinh nhìn về phía Vương Nhị Nha. Nhị Nha, người có thể biến thân rồi sao? Thái Cổ Chân Long tuyệt đối là tồn tại cao nhất trên chuỗi sinh vật, trên thế gian, tồn tại có thể ép được bọn họ thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường cự yêu, ví dụ như tiểu ngưu mà gặp phải chân long, tuyệt đối là không dám lỗ mãng. Nhưng con chân long này lại gặp phải tiểu bạch, mà ở trên thế gian này, tiểu bạch vừa vặn có thể ép đầu Thái Cổ Chân Long. Tiểu bạch ngược lại không thật sự muốn phá bụng lấy long nguyên, nàng chỉ dọa một Thái Cổ Chân Long, nhưng không ngờ được Thái Cổ Chân Long đã sợ hãi mà trực tiếp ngất đi như thế. Nàng chợt cảm thấy không thú vị, sau đó vứt Thái Cổ Chân Long trên mặt đất. Nàng không biết nó là Thái Cổ Chân Long gì, nàng chẳng qua chỉ cảm thấy nó không tệ mà thôi. Cách đó không xa, Dương Diệp cũng không do dự, trực tiếp nuốt viên long nguyên xuống. Long nguyên vào bụng, một lực lượng tinh thuần mạnh mẽ lập tức lan tràn ở trong cơ thể hắn. Ầm, một uy áp vô hình đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phát ra, long uy. Trong lòng Dương Diệp có chút chấn động, bởi vì lực lượng này thật sự quá mức khủng khiếp. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Mà lúc này, khí vĩnh hằng trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên di chuyển. Cắn nuốt. Khí vĩnh hằng này không ngờ bắt đầu cắn nuốt những lực lượng long nguyên, tuy nhiên cũng không hút quá nhiều, không gây ảnh hưởng quá lớn đối với Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp rất lâu. Một lát sau, nàng có chút buồn chán, sau đó lấy hai cái sừng rồng ra nghịch một hồi rồi đặt ở trên đầu mình. Kiếm Kinh nhìn thấy vậy thì mí mắt giật mạnh. Tiểu Bạch hình như cảm thấy không thích hợp, cầm xuống, nghĩ tới điều gì, nàng gọi Tiểu Ngưu tới. Sau khi Tiểu Ngưu xuất hiện liền có chút kiêng kỵ liếc nhìn Thái Cổ Chân Long còn đang giả vờ bất tỉnh. Tiểu Bạch không sợ vật nhỏ này, nhưng nó rất sợ. Tiểu Bạch cầm hai cây sừng rồng này đặt ở trên đỉnh đầu Tiểu Ngưu, không cần phải nói, nó thật thích hợp. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Châu Ngu, người có muốn thay đôi sừng rồng Thái Cổ Chân Long này không? Tiểu Ngưu tuy ngốc nhưng cũng biết hàng, liền vội vàng gật đầu. Nói đùa à, đây chính là sừng rồng của Thái Cổ Chân Long, cho hắn thay, sau này sừng rồng của hắn lại có thể tương đương với thần khí đấy. Thật sự có thể so sánh với thần khí. Mà chiến lực nó cũng sẽ được tăng cường rất lớn. Không chỉ có vậy, nó thu được đôi sừng rồng Thái Cổ Chân Long này còn có thể cảm nhận được lực huyết mạch của Thái Cổ Chân Long. Nói chung lợi ích không có cách nào đong đếm. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch và lắc đầu thở dài, con trâu này thật sự không ngốc, theo Tiểu Bạch, chuyện gì cũng nịnh bợ Tiểu Bạch, nhưng thật sự có tác dụng, vận khí của nó cũng tốt hơn, theo một người hào phóng như Tiểu Bạch, sừng rồng của Thái Cổ Chân Long mà nói đưa liền đưa, mắt cũng không chớp lấy một cái. Đây là phúc lớn của Tiểu Ngưu. Đổi sừng rồng. Kiếm Kinh tự mình ra tay, cộng thêm Tiểu Ngưu phối hợp, chỉ trong giây lát. Tiểu Ngưu lại đổi được một đôi sừng rồng với ánh vàng rực rỡ, mà khi thay sừng rồng xong, tất cả khí thế cùng khí tức của Tiểu Ngưu lập tức khác hẳn. Thật sự là chênh lệch một trời một vực. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Ngưu và khẽ gật đầu, bây giờ Tiểu Ngưu mặc dù chỉ là giới chân cảnh, nhưng chiến lực của nó tuyệt đối có thể nghiền ép giới chủ cảnh, đừng nói giới chủ cảnh, cho dù là phá giới cảnh VC có sức đánh một trận. Bên cạnh Tiểu Ngưu, Nhị Nha liếc nhìn sừng rồng trên đỉnh đầu Tiểu Ngưu. Sau đó thỉnh thoảng xoa xoa, trong mắt có vẻ hiếu kỳ. Kiếm Kinh liếc nhìn Nhị Nha và do dự một lúc, nàng chỉ vào Thái Cổ Chân Long còn đang giả vờ chết. Nhị Nha, người thấy nó thế nào? Nhị Nha quay đầu lại nhìn về phía Thái Cổ Chân Long nằm trên mặt đất. Con rắn nhỏ à? Nghe được hai chữ này, Thái Cổ Chân Long nằm trên mặt đất lập tức mở mắt ra, căm tức nhìn Vương Nhị Nha, không chỉ có vậy, một long uy cường đại trực tiếp nghiền ép về phía Nhị Nha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Ngưu lập tức trốn đến phía sau Tiểu Bạch. Long uy,
uy áp đến từ huyết mạch này quá lớn đối với các yêu thú áp lực. Mà Vương Nhị Nha lại hoàn toàn không sợ hãi, tung người nhảy lên đá vào trên đầu Thái Cổ Chân Long. Ầm. Thái Cổ Chân Long trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống mặt đất và trượt dài một đoạn xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Kiếm Kinh hoàn toàn thay đổi. Nghiêm trọng. Vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tiểu Bạch không sợ Thái Cổ Chân Long, nàng thật sự hiểu rất rõ, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt bình thường. Nhưng Vương Nhị Nha còn không sợ Thái Cổ Chân Long, nàng dựa vào cái gì mà không sợ chứ? Chỉ có một giải thích, đó chính là huyết mạch của Vương Nhị Nha còn cao hơn Thái Cổ Chân Long. Thế gian này có huyết mạch của yêu thú gì còn cao hơn Thái Cổ Chân Long? Kiếm Kinh không ngờ được. Bởi vì trong mấy vị Thái Cổ cự yêu nàng biết, nhiều lắm cũng chỉ đủ để ngang bằng với Thái Cổ Chân Long, nàng biết chắc có tồn tại có thể nghiền ép Thái Cổ Chân Long, nhưng nàng không biết. Vương Nhị Nha tuyệt đối không dừng tay, nàng đi tới trước mặt Thái Cổ Chân Long, sau đó nhấc Thái Cổ Chân Long lên và đánh một trận tơi bời. Ở đó lập tức vang lên từng tiếng kêu rên. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, có chút không đành lòng, nhưng điều này có liên quan gì đến nàng chứ? Mà sau lưng Tiểu Bạch, hai tay Thái Cổ Tiểu Ngưu có chút run rẩy. Nó cảm thấy, sau này mình nên kính trọng Vương Nhị Nha hơn mới được. Điều này không phải là vấn đề hóc búa đối với nó. Dù sao theo nó thấy, ở trong những người liên quan tới Dương Diệp, nó phải cố gắng hết sức khiêm tốn, không chỉ có vậy, có sống mệt sống mỏi cũng phải cố gắng hết sức làm. Nói chung, nó cứ thể hiện tốt tâm tính là được. Bởi vì nó hiểu rõ một đạo lý, trong cái vòng này, Tiểu Ngưu nó không thể trêu vào ai cả. Đây cũng nguyên nhân vì sao Kiếm Kinh nói con trâu này không ngu ngốc. Qua một hồi lâu, Vương Nhị Nha mới ngừng tay, không biết nàng lấy từ đâu ra một sâu mứt quả liếm liếm, sau đó nàng dường như nghĩ đến điều gì, kéo một viên ra và đưa tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi không khách sáo, đầu lưỡi cuốn một cái đã ngậm viên mứt quả kia vào trong miệng nhỏ. Kiếm Kinh liếc nhìn Thái Cổ Chân Long nằm hấp hối trên mặt đất và lắc đầu, người đúng là đủ xui xẻo. Một lát sau, Kiếm Kinh nhìn về phía Vương Nhị Nha. Nhị Nha, người có thể biến thân rồi sao? Nhị Nha chớp chớp mắt. Biến thân à, ta nhất định là có thể biến, nhưng ta còn chưa nghĩ ra được nên biết thế nào, chờ ta nghĩ xong ta lại biến. Kiếm Kinh. Suy. Đúng lúc này, toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Cảnh tượng thình lình xảy ra đã dọa cho Tiểu Bạch giật mình. Nàng vội vàng nhìn về phía Kiếm Kinh, Kiếm Kinh khẽ nói. Không có chuyện gì đâu, đây là lực lượng Long Nguyên hoàn toàn bạo phát, bây giờ lại xem hắn có thể hấp thu bao nhiêu, Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn Dương Diệp, một khắc cũng không rời. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đi tới trước mặt Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Chân Long còn đang giả chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Kiếm Kinh ngồi xổm xuống, sau đó khẽ nói. Ngươi có bằng lòng đi theo chúng ta không? Thái Cổ Chân Long mở mắt liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó lại lập tức nhắm mắt lại, đầu nó lại không ngừng lắc. Nói đùa à, bây giờ nó chỉ muốn vật nhỏ màu trắng vẫn có tiểu nữ hài ăn mứt quả trước mắt nhanh chóng rời đi thôi. Tiểu nữ hài cùng vật nhỏ màu trắng này thật đáng sợ à. Kiếm Kinh mỉm cười, sau đó chỉ vào Tiểu Bạch. Thật ra, ngươi cũng muốn ở cùng nàng, đúng không? Trước đó... Ánh mắt của Hắc Đồng Tầm Bảo Thử Thiển cận nên không ra được hình dáng thật sự của Tiểu Bạch, nhưng Thái Cổ Chân Long là tồn tại thế nào? Cho dù là Chân Long nhỏ tuổi, nhưng dựa vào bản năng cũng có thể cảm giác được sự đặc biệt của Tiểu Bạch. Quả nhiên, Thái Cổ Chân Long liếc nhìn Tiểu Bạch và có chút do dự. Sở dĩ nó do dự là bởi vì vừa rồi Tiểu Bạch cầm búa muốn bổ nó. Kiếm Kinh cười nói. Sau này ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời nàng nói, nàng sẽ không bổ ngươi nữa. Ngươi xem đi, ở đây buồn chán tới mức nào, nếu theo chúng ta ra ngoài sẽ chơi rất vui đấy. Chơi rất vui. Mắt của Thái Cổ Chân Long sáng rực, nhưng nó lại liếc nhìn vào sâu bên trong đại điện. Bên kia có một cái ghế. Kiếm Kinh liếc nhìn cái ghế này, sau đó nói. Không sao, chúng ta sẽ tới giải quyết chuyện khác. Nói xong, nàng kéo Thái Cổ Chân Long đi tới trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Ngưu theo bản năng tránh sang bên hai bước, biểu thị tôn kính. Nó không biết động tác này của mình làm cho Thái Cổ Chân Long lập tức có thiện cảm, vào giờ phút này, nó mới cảm giác được tôn nghiêm. Tôn nghiêm của rồng. Thái Cổ Chân Long bay đến trên vai Tiểu Ngưu, sau đó bắt đầu trao đổi cùng Tiểu Ngưu. Mặc dù là giao lưu cùng Tiểu Ngưu,
tuy nhiên ánh mắt nó lại thỉnh thoảng nhìn Vương Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang tập trung vào Dương Diệp, căn bản không để ý tới Thái Cổ Chân Long, về phần Vương Nhị Nha, giờ phút này trong mắt nàng chỉ có mứt quả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh mỉm cười. Một vị Thái Cổ Chân Long, nếu như con rồng lớn này trưởng thành lên sẽ đặc biệt khủng khiếp. Kiếm Kinh liếc nhìn cái ghế phía xa kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không nên tụt hậu. Lúc này, Dương Diệp đỏ bừng, nhưng khí tức của hắn đang điên cuồng tăng vọt, không chỉ có vậy, cơ thể của hắn cũng bắt đầu lột xác từng tầng. Bên trong Hồng Mông Tháp, trong đỉnh núi nào đó có một đám nữ tử đang đứng, dẫn đầu chính là Tô Thanh Thi, các nàng còn lại đều là thê tử của Dương Diệp, trong đó cũng có cả Bạch Chỉ Tiên. Ánh mắt các nàng đều tập trung ở Bạch Chỉ Tiên trên thân, bởi vì nàng là người yêu cầu mọi người tập trung lại đây. Bạch Chỉ Tiên liếc mắt nhìn các nàng, sau đó trầm giọng nói. Ta tin tưởng mọi người cũng không muốn tiếp tục làm bình hoa như thế nữa. Các nàng im lặng. Bình hoa? Ai muốn làm bình hoa? Nhưng bọn họ có thể làm thế nào? Tất cả trong nữ tử, duy nhất chỉ có một người có thể theo kịp bước chân của Dương Diệp, đó chính là An Nam Tĩnh. Không quan tâm các nàng tu luyện như thế nào, cũng không đuổi kịp Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ. Bạch Chỉ Tiên liếc mắt nhìn các nàng, cuối cùng, ánh mắt nàng rơi vào trên thân Hiểu Vũ Tịch cùng đế nữ Trang Vị Nhiên cùng với Tô Thanh Thi, cảnh giới cao nhất ở đó chính là ba nàng này, cả ba đều đã đạt đến tổ cảnh. Nhưng tổ cảnh thật sự không đủ nhìn. Bạch Chỉ Tiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Tư chất của các ngươi cũng không tệ, hơn nữa được Hồng Mông Tử Khí rèn luyện nhiều năm như vậy, thể chất của các ngươi cũng tốt hơn so với người bình thường rất nhiều. Sở dĩ cảnh giới của các ngươi có thực lực thấp như vậy, yếu như vậy bởi vì các ngươi không có được công pháp tu luyện, mà không phải là các ngươi không đủ cố gắng. Nói đến đây, nàng bấm tay bắn ra, mấy ánh sáng trắng lập tức tiến vào giữa chân mày của các nàng. Bạch Chỉ Tiên lại nói. Đây là Âm Dương Kinh, là công pháp tu luyện của một giáo lớn thời đại cổ xưa, trong đó trình bày đại đạo không đơn thuần là song tu, chúng ta có thể tu luyện với hắn. Vừa có thể nâng cao hắn, cũng có thể nâng cao chúng ta. Song tu. Nghĩ tới công pháp trong đầu, mặt các nàng đều đỏ lên. Bạch Chỉ Tiên lại nói. Thế gian phân chia làm âm dương lại chứa vạn vật, tất cả vạn vật có hai cực âm dương giao hòa, đây là viên mãn. Chúng ta song tu với hắn là âm dương tương hợp, còn nữa, mọi người đều có quan hệ phu thê với hắn, làm chuyện đó cũng là bình thường. Vừa có thể thoải mái, lại có thể tu luyện. Sao lại không làm? Nói đến đây, mặt Bạch Chỉ Tiên tự nhiên cũng ửng đỏ. Mọi người cùng làm sao? Lúc này, không biết ai đột nhiên hỏi một câu. Ở đó lập tức trở nên yên tĩnh. Cùng nhau. Trong đại điện, khí tức quanh người Dương Diệp càng lúc càng mạnh, không chỉ có vậy, cơ thể của hắn cũng đã bắt đầu thay đổi màu sắc. Màu vàng. Da tay của hắn đã từ màu lúa mạch ban đầu mà biến thành màu vàng. Tiểu Bạch nhìn một hồi mới nhìn về phía Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Không có chuyện gì, chờ một lát sẽ tốt thôi. Thật ra, trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Bởi vì, nàng cũng chưa từng gặp qua người nào ăn long nguyên của Thái Cổ Chân Long. Nàng chỉ biết là thứ này rất bổ, nhưng rốt cuộc sẽ bổ ra thứ gì thì trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Nhận được câu trả lời của Kiếm Kinh, Tiểu Bạch mới thả lỏng, lúc này. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn về phía Thái Cổ Chân Long trên vai Tiểu Ngưu, Thái Cổ Chân Long trực tiếp cứng người, theo bản năng lùi về phía lau. Tiểu Bạch liếc nhìn bụng của Thái Cổ Chân Long, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thái Cổ Chân Long thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Kiếm Kinh mỉm cười, sau đó tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Nàng đã đến trên đỉnh núi, chỗ đám người Tô Thanh Thi. Các nàng cũng nhìn về phía Kiếm Ca Kinh. Tất cả đều rất tôn kính Kiếm Kinh, các nàng. Kiếm Kinh liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch cùng đế nữ Trang Vị Nhiên và Bạch Chỉ Tiên. Ba người các ngươi có thiên phú tốt nhất, Thanh Thi miễn cưỡng tạm được, những người còn lại, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như không phải nhờ có Hồng Mông Tháp, các ngươi căn bản không có khả năng đạt được trình độ như bây giờ. Các nàng im lặng, Kiếm Kinh lại nói, nhưng tác dụng của Hồng Mông Tử Khí chung quy có hạn. Nếu các ngươi không thể tiến thêm một bước, thứ lỗi cho ta nói thẳng, rất người năm sau, Dương Diệp chỉ có thể nhìn mỗi người các ngươi ngã xuống. Ta đã xem qua Âm Dương Kinh của Chỉ Tiên, nó rất hữu dụng với các ngươi, cũng có tác dụng đối với hắn.
Âm Dương giáo là một giáo lớn ở thời kỳ Thái Cổ, các ngươi tu luyện công pháp của bọn họ, cộng thêm sự đặc biệt của Dương Diệp thì còn có thể đi xa hơn. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn đám người Hiểu Vũ Tịch cùng đế nữ. Hai người ngươi có chút đáng tiếc, ở bên trong Hồng Mông Tháp này là phúc cũng là họa của các ngươi. Bởi vì ở đây, các ngươi mất đi cơ duyên của bản thân. Ở trong thế tục, con hổ nuôi trong nhà tuy không lo ăn uống, nhưng cả đời nó cũng không thể làm vua của rừng rậm. Đế nữ liếc nhìn Kiếm Kinh. Làm thế nào? Kiếm Kinh cười nói. Cho các ngươi rời đi thì chắc chắn không được, bởi vì hắn sẽ lo lắng, lấy thực lực của các ngươi, nếu như không được hắn bảo vệ, sợ rằng sẽ bị người khác gặm tới xương cũng không còn. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Thế giới này là một thế giới mới sinh nên có khả năng vô hạn. Các ngươi hoàn toàn có thể chế tạo ra một thời đại của thế giới này, làm cho thế giới này trở thành một động thiên tiên gia. Động thiên tiên gia? Tô Thanh Thi hỏi. Kiếm Kinh gật đầu. Động thiên tiên gia, ở đây có phòng tu luyện thần bí kia, còn có Hồng Mông Tử Khí, ở đây không phải động thiên tiên gia vậy có thể là chỗ nào nữa? Ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, chỉ có thế lực siêu cấp mới có động thiên tiên gia. Hơn nữa, thế giới nhỏ này không có khả năng là động thiên tiên gia bình thường, ở đây còn có một vị, linh tổ. Tuy nàng còn chưa thật sự biến thành linh tổ, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một khi nàng biến thành linh tổ, có lẽ không động thiên tiên gia nào có thể so sánh được với nơi này. Lúc này, Tô Thanh thì nói. Kiếm Kinh tiền bối cảm thấy nên cải tạo ở đây thế nào? Kiếm Kinh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ở đây là thật sự may mắn. Các ngươi từ đại thiên vũ trụ đến, mà linh vật thiên địa ở đây đều bị các ngươi đưa tới, hơn nữa ở đây còn có vô số linh mạch nhỏ, muốn chế tạo nơi đây thành động thiên tiên gia thật sự không phải quá đơn giản. Theo ý kiến của cá nhân ta, các ngươi có thể xây dựng một tông môn ở đây, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, các ngươi lại bắt đầu tuyển nhận cường giả, còn có đại yêu. Địa phương thần tiên này tuyệt đối sẽ được rất nhiều người cùng rất nhiều đại yêu bằng lòng tới nương nhờ. Đám người Tô Thanh Thi liếc mắt nhìn nhau. TC đều cảm thấy có thể thực hiện được. Kiếm Kinh lại nói. Hơn nữa, các ngươi cũng không cần tốn quá nhiều thời gian vào tông môn, tuy Bắc Hoang Kiếm Tông đã bị diệt vong, nhưng kiến trúc vẫn còn, đưa Bắc Hoang Kiếm Tông vào đây, lại cộng thêm kiếm trận trong này, đơn giản là hoàn mỹ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía xa. Không bao lâu, ở đây sẽ biến thành một vài động thiên tiên gia không kém Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Dựa vào động thiên tiên gia này, chúng ta hoàn toàn có thể chiêu mộ rất nhiều cường giả, đặc biệt là đại yêu, thấy con nào tuyển con đó. Dù sao có Tiểu Bạch ở đây, tất cả đều sẽ ngoan ngoãn tiến vào. Không đúng. Nói ở đây, Kiếm Kinh hừ một tiếng. Khi đó, không phải là người nào, yêu nào cũng có thể tới nơi này. Ở chỗ chúng ta chỉ lấy thiên tài yêu nghiệt nhất, yêu cường đại nhất, linh thú hiếm thấy nhất. Các nàng ngơ ngác nhìn nhau. Vào lúc đó, Kiếm Kinh đột nhiên ngẩng đầu. Trong phút chốc, nàng trực tiếp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong đại điện, khí tức Dương Diệp càng lúc càng mạnh, đã mạnh đến một giới hạn, cuối cùng. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể Dương Diệp tản ra, nhưng chẳng bao lâu, khí tức này liền giống như thủy triều trở về trong cơ thể hắn. Dương Diệp mở mắt ra, ở trong viền mắt của hắn không còn là biển máu, mà là một ánh sáng màu vàng. Dương Diệp đứng lên và hoạt động thân thể, trong nháy mắt. Không gian xung quanh hắn trực tiếp chấn động. Hư chân. Vào giờ phút này, cảnh giới của hắn không chỉ đạt tới hư chân, cơ thể cũng đạt tới hư chân. Đặc biệt cơ thể như vậy tuyệt đối không phải là hư chân bình thường. Lực lượng của Long Nguyên dung hợp cùng cơ thể hắn, làm cho cơ thể hắn có đặc tính rồng nhất định. Có thể nói, bây giờ cơ thể hắn là hư chân, nhưng cho dù là đại yêu giới chủ cảnh cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Lấy Tiểu Ngưu bây giờ so sánh với hắn. Tiểu Ngưu nhất định sẽ không sánh bằng hắn. Ngoài ra, trên người hắn còn có thêm một luồng uy. Long uy. Bây giờ trên thân hắn có thêm một long uy vô hình, bất kể là đối với người hay là với đại yêu, long uy này đều có tác dụng trấn áp nhất định, đặc biệt là đối với yêu. Đương nhiên sẽ không có tác dụng với Tiểu Bạch, đừng nói hắn chỉ nắm giữ long uy, cho dù là một con chân long ở trước mặt Tiểu Bạch cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch bỗng chốc nhào qua. Sau đó không ngừng cọ cọ vào cằm của Dương Diệp, thái cổ chân long chớp chớp mắt, giờ phút này, nó cảm giác Tiểu Bạch cũng không phải đáng sợ như vậy. Ở bên cạnh nó, Tiểu Ngưu do dự một lúc, sau đó chỉ vào Dương Diệp.
Tôn, kính, tôn kính. Ở trong cái vòng tròn nhỏ hẹp này lâu như vậy, Tiểu Ngưu biết rõ một đạo lý, đó chính là ngươi có thể chọc cho bất kỳ kẻ nào mất hứng, thậm chí cả Tiểu Bạch, nhưng tuyệt đối đừng chọc cho Dương Diệp mất hứng. Bởi vì ngươi chọc Tiểu Bạch mất hứng, nàng đánh ngươi xong sẽ quên, nhưng nếu như ngươi chọc Dương Diệp mất hứng, nàng sẽ không quên, nàng sẽ đánh ngươi cả đời. Kiếm hồ kia chính là ví dụ tốt nhất. Đến bây giờ, kiếm hồ kia thỉnh thoảng vẫn có thể bị Tiểu Bạch trừng trị. Hơn nữa, Dương Diệp cũng không tiện chọc, người này tức giận lên còn đáng sợ hơn Tiểu Bạch. Phải nói là Dương Diệp tức giận thì Tiểu Bạch cũng sẽ ngoan như mèo vậy. Thái cổ chân long hiểu rõ ý của Tiểu Ngưu, nó liếc nhìn Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần này lột xác, không chỉ cảnh giới cùng cơ thể lột xác, ngũ tạng trong cơ thể hắn cũng được lột xác, có thể nói, lần này hắn được nâng cao từ trong ra ngoài. Một điều đáng để nói là khí vĩnh hằng này hình như lớn hơn, hơn nữa, bây giờ khí vĩnh hằng này đã bắt đầu tiếp xúc với hồng mông tử khí cùng huyền cổ khí. Nói chính xác là tiếp xúc với hồng mông tử khí, trực giác nói cho hắn biết, khí vĩnh hằng không để ý tới huyền cổ khí. Nói tóm lại, lần này hắn được nâng cao toàn diện. Bây giờ hắn có thể dễ dàng sử dụng ra ba kiếm kiếm vực. Hơn nữa, uy lực được nâng cao một bước. Nếu như dốc hết toàn lực, bốn kiếm cũng có thể làm được, chỉ là rất tốn sức và lại tới mình. Nói một cách đơn giản, bây giờ dưới phá giới cảnh cơ bản không có kẻ địch. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên mở miệng. Cầm nhiều đồ của người ta như vậy, cũng nên đi gặp chủ nhân thôi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa, ở đó có một cái ghế. Im lặng một lát, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước cái ghế kia và thi lễ. Ơn lớn không lời nào sao nói hết được, nếu tiền bối có việc gì cần, cứ việc căn dặn. Dương Diệp vừa dứt lời, trên ghế đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên chỉ có thân thể, hai tay hai chân đều không có, không chỉ vậy, ngay cả hai mắt cũng không có. Dương Diệp nhíu mày và âm thầm đề phòng. Lúc này, nam tử đột nhiên mở miệng. Đã nhiều năm như vậy, có rất nhiều người tới đây, nhưng ngươi là người thứ hai tới chỗ này. Người đầu tiên, đúng, ta suy nghĩ một chút đã, đúng rồi, chính là người sáng tạo Bắc Hoang Kiếm Tông phía trên kia. Đáng tiếc, bây giờ người kia đã hồn phi phách tán. Nghe vậy, chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt, hắn cùng kiếm kinh liếc mắt nhìn nhau, ban đầu, bọn họ đều cho rằng tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ, hiện tại xem ra, rõ ràng không phải vậy. Nam tử lại nói, người kia có thiên phú kiếm đạo cũng rất tốt, ta bảo hắn khiêm tốn một chút, bảo hắn học bản lĩnh xong liền rời đi. Đáng tiếc là sau khi hắn học bản lĩnh xong lại muốn khai tông lập phái, lúc này thì hay rồi, toàn tông bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả kiếp sau cũng không có. Dương Diệp liếc nhìn nam tử, không nói gì. Lúc này, nam tử lại nói, người có thiên phú bình thường, nhưng trái tim kiếm đạo này, kiếm xương này còn tốt hơn hắn rất nhiều, là một hạt giống tốt. Hơn nữa, kiếm đạo ẩn tình, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng đã thật sự không tệ. Đám người bên cạnh ngươi cũng rất thú vị. Búa khai thiên, hồng mông tháp, tuy không mấy tốt, nhưng đối với ngươi vẫn tạm được, thích hợp để sử dụng. Về phần kiếm kinh này, nếu như có thể tìm về bản thể thì miễn cưỡng tạm được. Còn con trâu này có huyết mạch thái cổ rất loáng, đương nhiên, cho dù là tổ tông nó, thái cổ hám thiên ngưu thật sự cũng chỉ được vậy. Nhưng nó có cơ duyên không tệ. Sau này nếu như có thể đột phá huyết mạch của bản thân, miễn cưỡng xem như có đẳng cấp. Đúng rồi, tiểu nha đầu này. Nói đến đây, nam tử đột nhiên ngừng lại. Nhị nha chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò. Lúc này, nam tử lại nói. Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, đương nhiên, ta cũng xuất hiện ở đây, người xuất hiện cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta xem như là người trong đồng đạo, về phần kết quả thì chỉ có trời mới biết được. Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt người trung niên này, sau đó dùng móng nhỏ chỉ vào mình. Nam tử im lặng một lát, sau đó nói. Linh tổ, ta nhận ra được ngươi, vạn linh tổ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, còn gì nữa không? Ôi! Nam tử đột nhiên than khẽ. Nếu để cho các đời linh tổ biết linh tổ bây giờ là kẻ chuyên tỏ vẻ đáng yêu, không biết có thể thức tới phát nổ hay không? Tiểu Bạch! Vẻ mặt Tiểu Bạch sửng số. Mà trong lòng Dương Diệp cùng kiếm kinh lại chấn động vô cùng. Nam tử trước mắt này rốt cuộc là ai? Búa khai thiên hồng hoang, hồng mông tháp chỉ là không đủ đẳng cấp.
Đây chính là tồn tại khiến vô số người điên cuồng đấy. Mà chúng ở trong mắt nam tử trung niên này lại không tính là đẳng cấp gì. Bất kể là Dương Diệp hay Kiếm Kinh đều không có cảm thấy nam tử trung niên này đang nói mạnh miệng. Người ta không nhất thiết phải làm vậy. Hơn nữa, đối phương không chỉ nắm giữ khí vĩnh hằng, còn có một thái cổ chân long. Người như thế còn phải nói dối sao? Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Thật ra, ta không có nhiều hứng thú đối với các ngươi, nếu không phải vì vật nhỏ này, các ngươi căn bản không đến được đây. Chỉ có điều bây giờ, Tơ La lại có chút hứng thú đối với các ngươi. Dương Diệp nói. Mời tiền bối nói thẳng. Nam tử kia nói. Ta sống cực lâu rồi, lâu đến mức bản thân ta cũng quên rốt cuộc đã bao lâu. Các ngươi đi tới nơi này, ta cảm thấy cũng không phải một chuyện trùng hợp. Cuối cùng ta cũng không muốn để ý xem là ai đang bày bàn cờ này, nhưng nếu đã xuống đến chỗ của cơ ta, vậy ta lại nhận. Nói đến đây, một vỏ kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Vỏ kiếm dài hơn 4 mét, vỏ rất đơn giản, thoạt nhìn giống như một vỏ kiếm bình thường. Dương Diệp nhìn về phía nam tử, cũng không nhận vỏ kiếm, mà chỉ nói. Nghe tiền bối nói vậy, dường như có người đang điều khiển cuộc đời của chúng ta, hoặc nói là đang thao túng tất cả sao? Nam tử hỏi ngược, cuộc đời của ai mà không bị điều khiển chứ? Dương Diệp nhíu mày, nam tử lại nói. Thu nhỏ thế giới lại nhìn, trong hồ có một con cá, ngươi cảm thấy số phận của chúng ở trong tay ai? Nhìn lớn hơn, bách tính bình thường trong một quốc gia, số phận của bọn họ lại ở trong tay ai? Ngươi làm sao dám xác định mình lại không phải là con cá trong hồ này? Nói đến đây, nam tử thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Khi thực lực ngươi càng cường đại hơn, ngươi càng cảm nhận được một ít tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói tới thiên mệnh, ngươi bây giờ chắc hẳn vẫn chưa chạm tới một tầng này, nhưng khi thực lực ngươi càng lúc càng lớn mạnh, ngươi sẽ phát hiện ra có vài thứ sở không tới, nhìn không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Đương nhiên, chuyện trong thế gian cũng không có gì là tuyệt đối, cũng có thể là ta nhìn lầm, hoặc đã đoán sai. Những điều này đều không phải là chuyện gì khẩn cấp, không phải sao? Dương Diệp liếc nhìn nam tử, sau đó nói. Tiền bối suy nghĩ nhiều rồi. Thật sao? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Chuyện sau này, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Cứ đi tốt con đường hiện tại mới là nghiêm túc nhất, về phần nói đến số phận gì đó, ta cảm thấy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh là được, ngài thấy thế nào? Thật thú vị. Trong giọng nói của nam tử kèm theo ý cười. Dựa vào lời này của ngươi, ngươi xứng với vỏ kiếm này, về phần kiếm có xứng với vỏ kiếm hay không thì phải xem những lời ngươi nói có phải là thật lòng hay không. Dương Diệp liếc nhìn vỏ kiếm kia, sau đó nói. Kiếm thì sao? Bản thân ngươi phải đi tìm. Nam tử kia nói. Dương Diệp. Nam tử lại nói. Trước khi ngươi đi, ta hỏi ngươi một câu rất tầm thường. Vì sao tu kiếm? Dương Diệp nói. Có thể giết người, có thể bảo vệ người. Ha ha. Nam tử đột nhiên phá lên cười. Kiếm Kinh lôi kéo Dương Diệp, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử. Tiền bối, vãn bối cáo từ. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Bạch, kéo Vương Nhị Nha và đi ra phía ngoài. Đúng lúc này, phía sau truyền đến giọng nam. Tặng ngươi một lời, bản tâm không thay đổi, kiếm đạo vô địch. Bản tâm không thay đổi, kiếm đạo vô địch. Dương Diệp thoáng dừng lại một chút, sau đó nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn cùng đám người Kiếm Kinh trực tiếp rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại nam tử. Nam tử đột nhiên lại nở nụ cười, hai hàng nước mắt tràn ra. Nước mắt rơi không ngừng. Trước kia, một tiểu hài tử và một lão nhân từng nói chuyện. Tiểu tử, vì sao tu kiếm? Chính là để bảo vệ cha và mẹ. Nói đến đây, tiểu nam hài do dự một lúc, sau đó lại thêm một câu. Còn làm cho cô nương vui vẻ. Được, từ giờ trở đi, ngươi chính là đồ đệ của kiếm vô địch ta. Vô số năm sau, tiểu nam hài đã không phải là tiểu nam hài nữa, mà là một trong những người mạnh nhất trong thế gian, hắn đi tới cuối trời, trong mắt của hắn đầy tự tin. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể bước vào cánh cửa mà chưa bao giờ có người đi vào. Bởi vì, hắn thật sự rất mạnh. Hắn dừng bước lại, nơi đó có một giọng nói truyền đến. Kiếm quan trọng hay là cha mẹ cùng cô nương ngươi thích quan trọng hơn? Nam tử nheo mắt lại.
Ngươi muốn rá hỏng tâm cảnh của ta sao? Âm thanh này im lặng rất lâu, sau đó nói. Vẽ ra hình dáng của bọn họ thì ngươi có thể tiến vào cánh cửa này. Nam tử ngây người. Hình dáng. Hình dáng. Hình dáng của cha mẹ. Hình dáng của người hắn thương yêu sao? Nam tử trung niên đứng ngây ra, dần dần, tay hắn, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Cha mẹ, cô nương hắn yêu mến đã chết từ lâu. Bọn họ chết lúc nào? Chết thế nào? Chuyện xảy ra quá lâu rồi, khiến hắn đã quên mất cả hình dáng của bọn họ. Thế giới của hắn chỉ có kiếm. Tuy nhiên, hắn còn nhớ rõ một việc, đó chính là hắn buông tha tất cả vì kiếm. Bao gồm tất cả những gì hắn đã từng muốn bảo vệ. Bởi vì những điều này trở thành ràng buộc kiếm đạo của hắn. Người ngăn cản đạo của hắn thì một kiếm chém qua. Thân tình, hữu tình, tình yêu. Trước đại đạo trường sinh, tất cả căn bản không đáng để nhắc tới. Trong đại điện, nam tử trung niên còn đang cười, cười rồi khóc, khóc rồi cười. Dương Diệp cùng kiếm kinh rời khỏi đại điện trong lòng đất và đi tới Bắc Hoang kiếm tông. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh. Sao vậy? Vừa rồi chính là kiếm kinh kéo hắn đi. Kiếm kinh trầm giọng nói. Người kia tuyệt đối không phải là người bình thường, đối phương làm cho ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Diệp cười nói. Người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như hắn có ác ý với chúng ta, lấy thực lực của hắn, chúng ta căn bản không có khả năng phản kháng, không phải sao? Về phần hắn đưa đồ cho chúng ta là có ý đồ gì thì mặc kệ đi. Dù sao chúng ta làm việc của mình là được. Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Người suy nghĩ cởi mở thật. Dương Diệp lắc đầu. Không phải ta suy nghĩ cởi mở, mà chúng ta căn bản không có lựa chọn khác. Kiếm kinh im lặng. Giống như Dương Diệp nói, không quan tâm nam tử kia có mưu đồ gì, hắn cùng kiếm kinh đều không có lựa chọn. Cũng không thể phun ra khí vĩnh hằng cùng Long Nguyên chứ. Dù sao, chuyện sau này chờ sau này lại nói. Một lát sau, kiếm kinh nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó nói, ta muốn chuyển Bắc Hoang kiếm tông vào trong Hồng Mông tháp đi, ngươi thấy thế nào? Làm vậy có tác dụng gì? Dương Diệp hỏi, kiếm kinh nói, chúng ta có thể tự mình chuẩn bị một thế lực thật sự. Tin tưởng ta, ở bên trong Hồng Mông tháp, chúng ta có thể xây dựng một thế lực cường đại. Chỉ cần tinh, không cần nhiều. Thế lực, nghe vậy, Dương Diệp lập tức động tâm, đám người thiên nữ minh nữ có thiên phú rất tốt. Hắn hoàn toàn có thể tập trung mấy người có thiên phú tốt lại một chỗ, cộng thêm bên trong Hồng Mông tháp còn có Hồng Mông tử khí cùng với Tiểu Bạch, còn có phòng tu luyện này, có thể nói những người tu luyện này chắc chắn sẽ làm ít công to. Ngoài ra, hắn còn có thể đi tuyển một ít yêu thú cường đại, có Tiểu Bạch, những yêu thú kia nhất định là bằng lòng tới. Thấy Dương Diệp không có ý kiến, kiếm kinh lập tức gọi Tiểu Ngưu ra. Dọn sạch Bắc Hoang kiếm tông. Bây giờ Bắc Hoang kiếm tông căn bản không có người quản, cũng không có ai muốn. Dù sao, thứ tốt cơ bản đều đã bị người ta đào hết. Bọn họ tuyệt đối không tốn quá nhiều thời gian, không bao lâu, tất cả Bắc Hoang kiếm tông đều bị Tiểu Ngưu chuyển đến bên trong Hồng Mông tháp. Mà bên trong Hồng Mông tháp, đám người Tô Thanh thì lập tức bắt đầu sắp xếp. Kiếm kinh cũng gia nhập, dù sao, mấy kiếm trận mạnh mẽ này vẫn cần nàng tới nghiên cứu. Ở đó chỉ còn Dương Diệp. Tiểu Bạch và Vương Nhị Nha, về phần Tiểu Ngưu, bây giờ nó đang làm người khuân vác, ở bên trong Hồng Mông tháp nghe đám người Tô Thanh thi điều động. Mà Thái Cổ Chân Long lại di chuyển ở khắp nơi bên trong Hồng Mông, nó rõ ràng rất hài lòng về nơi này. Lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó có một nam tử trung niên đang đứng, phía sau nam tử trung niên kia còn có một nữ hai nam, chính là ba người hắn từng gặp ở trong đại điện trước đó. Ánh mắt Dương Diệp dừng lại trên người của nam tử trung niên này, bởi vì không ngờ hắn là phá giới cảnh. Phá giới cảnh. Bây giờ tuy hắn đã không khiếp sợ loại cường giả này, nhưng cũng không thể khinh thường cùng sơ suất. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn qua, nam tử trung niên dẫn đầu nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi tới. Tại hạ là Lý Tiên Ngạn gia chủ Lý gia ở Nam Thành, tổ tiên đã từng là một vị trưởng lão của Bắc Hoang Kiếm Tông. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chậm rãi chờ đợi. Lý Tiên Ngạn do dự một lúc, sau đó ánh mắt nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp. Tiểu Hữu, nàng là linh tổ sao? Linh tổ. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Thế nào? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hai tay Lý Tiên Ngạn không nhịn được nắm lại, sau đó nói.
Tiểu Hữu có thể nhường nàng lại không? Nhường lại. Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Là thanh kiếm kia nói cho ngươi biết lai lịch của nàng, đúng không? Lý Tiên Ngạn nói. Tiểu Hữu tuyệt đối không có thực lực bảo vệ nàng, nếu như bằng lòng giao nàng cho Lý gia ta, Tiểu Hữu có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Không nhường. Lý Tiên Ngạn nheo mắt lại, trong phút chốc, một áp lực mạnh mẽ trực tiếp ép tới. Uy lực của phá giới. Sau khi áp lực mạnh mẽ xuất hiện, không gian ở đó trực tiếp uốn cong, biến dạng, căn bản không chịu nổi uy áp này. Nhưng Dương Diệp ở trung tâm của uy áp này lại không hề sao cả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Tiên Ngạn nhíu mày. Xem ra thực lực của thiếu niên trước mắt này còn mạnh hơn hắn tưởng. Lý Tiên Ngạn đang muốn ra tay, mà vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Tiên Ngạn, kiếm chấn động mạnh, rất nhanh, nó biến thành một nam tử. Chính là thanh kiếm bên trong vòng ngọc này. Nam tử liếc nhìn Lý Tiên Ngạn. Ta bảo ngươi tới là bởi vì ta với tổ tiên của ngươi là bằng hữu sống chết có nhau. Ta cảm thấy mình nên chăm sóc cho Lý gia một chút, bảo Lý gia ngươi đi theo hắn, nhưng không ngờ được ngươi lại muốn giết người cướp của. Ngươi là não heo sao? Lý Tiên Ngạn liếc nhìn nam tử này, sau đó nói. Đi theo một huyền giả hư chân cảnh, ngươi xác định đầu óc ngươi không hỏng chứ? Nam tử nhìn Lý Tiên Ngạn. Cơ hội cuối cùng của ngươi. Hắn không có cơ hội. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta vừa lúc muốn xem thử mình có thể chém giết một vị phá giới cảnh hay không. Vừa dứt lời, tiếng kiếm ngân vang lên. Ha ha! Lý Tiên Ngạn đột nhiên nở nụ cười, theo tiếng cười vang lên, một kiếm ý cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Kiếm ý hư chân cảnh. Trong mắt Dương Diệp càng thêm nghiêm trọng, nhưng ý chí chiến đấu cũng càng dày đặc. Kiếm tu. Vị trước mắt này chính là kiếm tu thật sự, hơn nữa còn là kiếm tu cường đại. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, tâm tu kiếm còn khó hơn huyền giả bình thường, nhưng một khi tu thành, thực lực kia cũng sẽ mạnh hơn huyền giả bình thường rất nhiều. Theo đạo kiếm ý này xuất hiện, một uy áp vô hình xuất hiện ở xung quanh, mà khí chất của Lý Tiên Ngạn cũng thay đổi, bộc lộ tài năng. Lý Tiên Ngạn bước về phía trước một bước. Một bước ra, kiếm ý giống như hoàng hà vỡ đê. Lấy ý đè người. Mà cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Một luồng kiếm vô hình ý từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Kiếm ý đạo chân cảnh. Kiếm ý này thấp hơn so với kiếm ý của Lý Tiên Ngạn một cấp, nhưng lực lượng cùng thế ẩn chứa trong kiếm ý cũng không yếu hơn kiếm ý của Lý Tiên Ngạn. Kiếm ý này ngang ngược, cứng rắn đến cùng. Giằng co. Hai luồng kiếm ý trực tiếp giằng co. Mà hai người ở trong kiếm ý lại căn bản không động. Kiếm ý nhìn không thấy, sợ được, hai người đứng ở nơi đó lại giống như người bình thường, nhưng chỉ có rất ít người biết lúc này bọn họ đứng ở nơi đó nguy hiểm tới mức nào. Mảnh không gian kia bị hai loại kiếm ý bao trùm, cứ rằng coi như vậy không biết bao lâu, Lý Tiên Ngạn bước về phía trước một bước. Sau khi Lý Tiên Ngạn bước tới, không gian ở đó dần dần xuất hiện từng gợn sóng lớn lại giống như dao động trên mặt hồ. Kiếm ý trở nên mạnh mẽ. Kiếm ý của Lý Tiên Ngạn lại trở nên mạnh mẽ hơn. Mà đối diện Lý Tiên Ngạn, Dương Diệp không hề động đậy, luồng kiếm ý này giống như núi lớn đè xuống làm hắn thấy áp lực, một áp lực mạnh mẽ. Hắn biết, vừa rồi đối phương còn chưa lấy ra hết tất cả sức lực, kiếm ý của đối phương cũng phải mạnh hơn hắn tưởng. Mà bây giờ, đối phương bắt đầu ra sức thì kiếm ý cũng lại càng lúc càng mạnh. Nếu như lúc này hắn lấy ra búa khai thiên hoặc kiếm hồ, hắn có thể dễ dàng phá hỏng áp lực của kiếm ý này. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không làm vậy. Hai người tiếp tục giằng co. Cứ cách một lúc, Lý Tiên Ngạn lại bước về phía trước một bước, mỗi bước được bước ra, luồng kiếm ý này đều sẽ tăng thêm vài phần. Kiếm ý càng lúc càng mạnh, không gian ở đó rung chuyển giống như một hòn đá ném vào trong hồ nước. Mà từ đầu tới cuối, Dương Diệp vẫn đứng ở nơi đó. Một bước cũng không lui. Không chỉ hắn mà kiếm ý của hắn cũng không lui. Tạm tránh mũi nhọn sao? Nếu vậy thì không phải là kiếm của hắn, cũng không phải đạo của hắn. Lý Tiên Ngạn bước nhanh hơn. Giờ phút này hắn, lại giống như một thanh kiếm tốt tuyệt thế đã bước vào tư thế chuẩn bị, kiếm thế mạnh mẽ đủ để trời long đất lở. Mà trái lại, Dương Diệp lại giống như một chiếc thuyền lá trong sóng to gió lớn, dường như có thể lập tức hỏng thuyền chết người ngay lập tức. Lấy kiếm ý đè ép. Lúc này,
Lý Tiên Ngạn đã bước tới trước mặt Dương Diệp, khi chân của hắn vừa hạ xuống, trong nháy mắt, kiếm ý của hắn giống như rất nhiều ngọn núi lửa cùng bạo phát, lập tức nhấn chìm Dương Diệp. Mà vào lúc này, Dương Diệp ở trung tâm của kiếm ý kia đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc, kiếm ý của hắn vốn bị đè ép đến mức tận cùng đột nhiên bạo phát ra. Lần bạo phát này lại giống như một vị cường giả siêu cấp tự nổ, trong nháy mắt này phóng ra tất cả lực lượng trong cuộc đời mình. Lý Tiên Ngạn liên tiếp lui về phía sau. Nam tử do thanh kiếm kia biến hóa ra kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Hư chân. Kiếm ý của Dương Diệp tự nhiên đạt tới hư chân cảnh. Dường như nghĩ tới điều gì, nam tử đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Tiên Ngạn. Lý Tiên Ngạn nhìn Dương Diệp mỉm cười. Chúc mừng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thi lễ với Lý Tiên Ngạn. Cảm ơn. Gia chủ Lý gia trước mắt này, không phải muốn giết hắn, đối phương muốn giúp hắn đột phá kiếm ý của mình. Về phần nguyên nhân, hắn tin tưởng mình sẽ lập tức biết thôi. Lý Tiên Ngạn đi tới bên cạnh Dương Diệp và sau đó ngồi xuống, Dương Diệp cũng ngồi xuống. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy gia chủ Lý gia bên cạnh này có chút khác thường. Lý Tiên Ngạn lấy ra một bầu rượu đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp cũng không từ chối, cầm lấy lại uống một hớp. Bên cạnh Dương Diệp, Lý Tiên Ngạn cười ha ha, sau đó nói. Lão Tổ Kiếm nói cho ta biết ở đây có linh tổ, ta còn không tin nên mới qua nhìn, không ngờ được lại thật là có một con. Ngươi biết lúc đó ta nghĩ gì không? Dương Diệp lắc đầu. Lý Tiên Ngạn cười nói. Ý nghĩ của ta là nhanh chạy đi, cách ngươi càng xa càng tốt. Lý gia ta ở nơi nát này cũng xem là tốt rồi. Dù sao ta là phá giới cảnh, hơn nữa còn là một kiếm tu phá giới cảnh, thế lực bình thường đều sẽ có chút e ngại đối với ta. Nhưng ta biết rất rõ ràng, nếu như Lý gia ta thu được con linh tổ này, Lý gia ta nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu như là một món thần khí, ta còn có thể có suy nghĩ, nhưng vật nhỏ này, ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dương Diệp khẽ nói, nhưng có rất nhiều người muốn. Đây cũng là bình thường. Lý Tiên Ngạn nói. Dù sao cũng là linh tổ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lý Tiên Ngạn. Ngươi trợ giúp ta đột phá kiếm ý, ân tình này. Lý Tiên Ngạn khoát tay áo. Ta tùy tính làm thôi, không có mục đích gì. Đương nhiên, ân tình của ngươi là chuyện của ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, sau đó nhìn về phía nam tử do thanh kiếm biến ra. Sau khi tổ tiên ngã xuống, ngươi vẫn không xuất hiện, tổ tiên xuất hiện là có tính toán gì không? Nếu như ngươi muốn rời đi, Lý gia ta tuyệt đối không ngăn cản, đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng ở lại Lý gia ta, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao, Lý gia ta bây giờ trừ ngươi ra, thật sự còn không lấy ra được một thanh kiếm nào tử tế. Thanh kiếm kia im lặng. Lý Tiên Ngạn mỉm cười, sau đó nói. Ngươi có thể tự do lựa chọn. Nam tử kia liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng, thân hình hắn run lên, hóa thành một thanh kiếm rơi vào trước mặt nữ tử bên cạnh. Nữ tử kia sừng sốt. Lý Tiên Ngạn mỉm cười. Cất đi. Nữ tử có chút run rẩy nhận lấy thanh kiếm kia, sau đó nhìn về phía Lý Tiên Ngạn. Gia chủ, điều này. Lý Tiên Ngạn cười nói. Một thanh kiếm mà thôi, không cần quá coi trọng, đương nhiên cũng đừng coi thường. Trước đây thế nào, sau này vẫn thế, hiểu chưa? Nữ tử liền vội vàng gật đầu. Lúc này, Lý Tiên Ngạn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Huynh, trực giác nói cho ta biết, người đã biết năm đó tại sao Bắc Hoang Kiếm Tông lại biến mất sau một đêm, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu, ta có biết một chút. Lý Tiên Ngạn khẽ thở dài. Ta biết có một số việc, nhưng tổ tiên ta cũng chết trong đêm đó. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc là thế lực phe nào lại có thể giết chết tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông năm đó mạnh mẽ như thần, còn có vài vị cường giả phá giới cảnh nữa. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Không phải là người bên này. Lý Tiên Ngạn ngây người, sau đó cay đắng cười. Thì ra là thế, ta hiểu rõ rồi. Bèo nước gặp nhau, Dương Tiểu Huynh, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Mà ba người nữ tử kia cũng là thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời xa xôi. Ở đó chỉ còn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và khẽ cười, lần này. Hắn thu hoạch được rất nhiều, rất nhiều. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp đang muốn rời đi, mà vào lúc này, ở cách hắn không xa lại xuất hiện một nữ tử.
Nữ tử vẫy vẫy tay với hắn, cười nói. Đã lâu không gặp. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy nữ tử này. Nữ nhân này chính là Nam Ly Mộng của Nam Ly gia. Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Cha cha, tốc độ tăng lên này thật sự là trâu bò. Có việc gì? Dương Diệp khẽ nói. Nam Ly Mộng lấy ra một quyển sách thật dày, sau đó mở ra. Ta nói cho ngươi biết một tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Một ít lão yêu quái bên kia sông Vĩnh Hằng đã biết được chuyện về linh tổ, tất cả sông Vĩnh Hằng chấn động, rất nhiều lão yêu quái ẩn nấp đều rời núi. Nếu như ngươi bằng lòng cho ta một món thần khí, ta có thể nói cho các ngươi biết lai lịch cùng thực lực thật sự của những lão yêu quái này. Thần khí. Dương Diệp liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói. Không, dù sao có biết cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao. Nam Ly Mộng giơ ngón tay cái lên với Dương Diệp. Thông minh, nào, ta lại nói tiếp, còn chưa nói hết tin tức xấu đâu. Bốn thế lực lớn nhất của sông Vĩnh Hằng bên này là Túng Hoành Đạo, Trường Sinh Môn, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo đã liên thủ. Không chỉ có vậy, bọn họ đã bắt đầu triệu hồi cường giả sông Vĩnh Hằng. Người biết những cường giả này lợi hại tới mức nào không? Người chắc chắn không biết, bởi vì người căn bản không biết loại người thế nào mới dám xuống sông. Nói đến đây, nàng chỉ vào hướng Lý Tiên Ngạn đã rời đi trước đó. Người vừa rồi có thực lực không tệ đúng không? Đáng tiếc, hắn căn bản không có tư cách xuống sông Vĩnh Hằng. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Tin tức tốt thì sao? Đừng nóng vội. Nam Ly Mộng chớp chớp mắt. Ta còn vẫn chưa nói hết tin tức xấu. Dương Diệp muốn chém người. Nam Ly Mộng tiếp tục nói. Theo ta được biết, ngoại trừ Vĩnh Hằng giới còn có cường giả của giới khác cũng bắt đầu đi tới Vĩnh Hằng giới. Những người này có yếu, cũng có mạnh. Đương nhiên, bọn họ đều mạnh hơn ngươi. Ngoài ra, ngươi còn nhớ rõ sáu tộc chứ? Lão tổ của sáu tộc còn chưa chết, lão tổ Nam Ly gia ta cũng vậy. Bọn họ đều đang ở sông Vĩnh Hằng. Bây giờ, bọn họ đã bắt đầu trở về. Đến lúc đó, thù mới cộng thù cũ, hì hì, chắc chắn sẽ không dễ chơi đâu. Đúng đúng rồi, những điều này còn chưa phải là tin tức xấu nhất. Ngươi biết tin tức xấu nhất là gì không? Dương Diệp khẽ nói. Còn có gì tệ hơn bây giờ chứ? Nam Ly Mộng cười hì hì, sau đó nói. Tin tức xấu nhất chính là. Nói, nàng chỉ vào Dương Diệp. Chính là ngươi, ngươi chỉ mới là hư chân cảnh, Dương Diệp à Dương Diệp. Ngươi mới là hư chân cảnh, ngươi nói xem ngươi phải sống thế nào. Không đúng, phải nói ngươi muốn chết như thế nào. Dương Diệp nheo mắt, hắn cố nén kích động muốn chém nữ nhân này, sau đó hỏi. Tin tức tốt thì sao? Nam Ly Mộng cười hì hì. Một món thần khí, cho ta một món thần khí, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Diệp liếc nhìn Nam Ly Mộng. Tại sao ngươi không đi chết đi? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Người ra khỏi Vĩnh Hằng bí cảnh, chắc hẳn đã đi qua thôn kia, cũng biết một vài chuyện ở thời đại cổ xưa, đúng không? Dương Diệp dừng bước, sau đó xoay người nhìn về phía Nam Ly Mộng. Thế nào? Nam Ly Mộng nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nơi đó chẳng qua là một chiến trường nhỏ năm đó. Bây giờ, chiến trận lớn đã xuất hiện. Chiến trường Thái Cổ. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp. Chiến trường này vẫn bị mấy thế lực Vĩnh Hằng giới cũng chính là Trường Sinh Môn, Túng Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, cùng với Vô Sinh Giáo, còn có thế lực phía sau ta nắm giữ, mà ngày hôm trước, có một kiếm tu đã chém ra cấm chế ở chỗ đó, sau đó tiến vào. Bây giờ, trên lý thuyết mà nói, ai cũng có thể tiến vào trong. Ngươi có hứng thú đi vào chung không? Đương nhiên là len lén vào thôi. Kiếm tu à? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Một kiếm tu không biết tên, bây giờ, người chủ sự của mấy thế lực này đã bắt đầu truy sát hắn, sợ rằng hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Gần sáu gã cường giả phá giới cảnh đấy. Hơn nữa, bọn họ đều không phải là cường giả phá giới cảnh bình thường. Dương Diệp. Kiếm tu. Vẻ mặt Dương Diệp có chút kỳ lạ, hắn do dự một lúc, sau đó hỏi. Biết tên kiếm tu kia có dáng vẻ ra sao không? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta không đi thăm dò, nhưng đối phương hình như mặc một trường bào màu trắng thêu hình đám mây, thế nào, người quen biết hắn à? Mây trường bào màu trắng. Vẻ mặt Dương Diệp càng thêm kỳ lạ.
truy sát kiếm tu này, mấy thế lực này đang đuổi giết kiếm tu này. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp càng thêm kỳ lạ. Bởi vì hắn đã đại khái đoán ra được kiếm LTU này là ai. Không hề nghi ngờ, đây chính là Tiêu Giao Tử. Thực lực thật sự của Tiêu Giao Tử vẫn luôn là một điều bí ẩn, tuy nhiên có vài điều Úc hắn biết chính là, mấy thế lực này sợ rằng sẽ gặp xui xẻo rồi. Lúc này, Nam Ly Mộng lại hỏi. Ngươi quen biết à? Dương Diệp liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó khẽ gật đầu. Tính là biết. Đối phương lợi hại sao? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm mặt nói. Chắc so với ta là 5 trên 5. Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi thật sự là người có da mặt dày nhất mà ta từng gặp. Thật đấy, ta không lừa ngươi về điều này đâu. Dương Diệp. Nam Ly Mộng đóng quyển sách cổ lại. Ngươi có đi chiến trường Thái Cổ không? Sao ngươi lại tìm ta? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng nói. Ta không phải tìm ngươi, nói chính xác là tìm con linh tổ của ngươi. Thế nào, ta đủ thẳng thắn chứ? Nghe được điều này, Dương Diệp đã hiểu ra. Tiểu Bạch. Nam Ly Mộng để ý tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tác dụng là gì? Đương nhiên là tìm bảo. Không chỉ có thể tìm bảo, còn có thể làm cho những bảo vật kia tự động đi theo. Có thể nói, nếu như hắn cùng Nam Ly Mộng một mình tiến vào trong chiến trường Thái Cổ, có khả năng sẽ tay không ra về. Nhưng nếu như mang cho Tiểu Bạch, tuyệt đối sẽ không ra về tay không, trừ khi chiến trường Thái Cổ thậm chí không có một sợi lông nào. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó hỏi. Chiến trường Thái Cổ này, ngươi có phải muốn biết về chuyện của chiến trường Thái Cổ này không? Nam Ly Mộng đột nhiên cười nói. Có thể, một món thần khí, búa khai thiên, hoặc hồng mông tháp, kiếm hồ cũng được, tùy tiện một món. Lão tử không muốn biết. Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Nam Ly Mộng, không phải nữ nhân này muốn thần khí tới phát điên rồi chứ? Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp gọi Tiểu Bạch và chỉ vào Nam Ly Mộng. Tiểu Bạch, nhìn xem nàng có bảo bối gì không, đừng khách khí, có thể cướp được thì cướp. Tiểu Bạch quay đầu lại liếc nhìn Nam Ly Mộng, Nam Ly Mộng cũng nhìn nàng, trong mắt có ý cười. Một lát sau, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng ta không đề phòng sao? Nam Ly Mộng đột nhiên cười nói. Biết bên cạnh ngươi có một vật nhỏ như thế, nếu như ta ngay cả chút đề phòng cũng không có, mấy năm nay chẳng phải là sống uổng rồi sao? Được rồi, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Cho một câu xem ngươi có đi chiến trường Thái Cổ. Nếu như đi, chúng ta phải nhanh lên. Ở đó, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Đi. Nam Ly Mộng cười nói. Đi. Dứt lời, ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng ánh sáng màu xanh lam rơi vào trước mặt Dương Diệp, nàng đi vào trước. Dương Diệp cũng không do dự, lập tức đi vào theo. Bên trong thông đạo truyền tống, Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch cũng đang nhìn nàng, Nam Ly Mộng cười hì hì. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu Bạch chỉ vào quyển sách dày trong tay Nam Ly Mộng, hiển nhiên là đang hỏi đây là cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ tươi cười của Nam Ly Mộng cứng đờ, nàng rất nhanh đã thu hồi vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy nó không tầm thường. Giọng nói có chút run rẩy. Dương Diệp không nhịn được liếc nhìn Nam Ly Mộng. Tiểu Bạch liếc nhìn bộ sách kia, trong mắt có chút nghi ngờ, một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt và không nhìn Nam Ly Mộng. Ha ha! Nam Ly Mộng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Dương Diệp nhíu mày, nữ nhân này sẽ không phải bị điên chứ. Một lát sau, Nam Ly Mộng bình thường lại một chút, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nể mặt nàng, ta miễn phí nói với ngươi về chuyện của chiến trường Thái Cổ. Nói nơi này là chiến trường, còn không bằng nói là nghĩa địa của Thái Cổ, bởi vì đã từng có rất nhiều cường giả chết ở đó. Một trận đại chiến động trời đã chết rất nhiều đại năng. Nội chiến, hay là... Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng khẽ lắc đầu. Không phải nội chiến, cụ thể thế nào thì ta không rõ lắm, cũng không có mấy người hiểu rõ, ta chỉ biết những đại năng là thời đại cổ xưa trước đây chết rất thê. Thảm. Nói đến đây, nàng im lặng, không nói thêm lời nào. Dương Diệp cũng không hỏi nữa, thời đại cổ xưa có chuyện gì, hắn cũng chỉ hỏi một chút thôi, điều này không liên quan đến hắn. Bây giờ, bản thân hắn cũng khó giữ được nữa là...
Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp hỏi, còn bao lâu thì đến nơi? Nam Ly Mộng nói, một canh giờ nữa, đến lúc đó ngươi phải ẩn trốn một chút, những cường giả của sông Vĩnh Hằng chưa trở lơ về, bọn họ sẽ không động tới ngươi, nhưng nếu như ngươi tới cửa, vậy thì lại khác. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi vẫn luôn nói sông Vĩnh Hằng, xê đó rốt cuộc là chỗ nào? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, một nơi đặc biệt khủng khiếp, lấy thực lực của ngươi bây giờ mà su cống sông, chắc hẳn không chịu được một giờ sẽ chết. Dương Diệp. Hai người không nói nữa, tâm thần Dương Diệp tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, bên trong Hồng Mông Tháp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong thế giới tầng thứ nhất cũng chính là Đại Lục Tiểu Thiên, tên này là do trước đây Tiểu Thiên đặt, Dương Diệp tuyệt đối không sửa. Ở trong Đại Lục Tiểu Thiên này có thêm một tông môn. Đám người Tô Thanh thi chuyển Bắc Hoang Kiếm Tông đến trên một ngọn núi cao cao nhất của Đại Lục Tiểu Thiên, ngọn núi này chưa có tên, bây giờ, Tô Thanh thi đặt tên cho nó là Huyền Không Sơn. Trước đây, Đại Lục Huyền Giả Kiếm Tông chính là thành lập ở trên Huyền Không Sơn, Dương Diệp cũng bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đó. Trên Huyền Không Sơn, ngoại trừ Bắc Hoang Kiếm Tông ra, còn có vô số ngọn núi nhỏ, những ngọn núi nhỏ được cải tạo qua, đều xuất hiện từng cung điện, đó là nơi ở của các nàng. Mỗi người đều có một ngọn núi, mà mấy linh mạch kia đều bị kiếm kinh sắp xếp ở trong lòng đất của Huyền Không Sơn, bọn chúng cũng vui vẻ ở đó, dù sao, bọn chúng cũng cần tu luyện, hơn nữa, kiếm kinh cũng không hạn chế tự do của bọn họ có thể đi bất kỳ đâu, dù sao có linh khí là được. Phía sau núi Huyền Không Sơn là một dãy núi mịt mờ, nơi đây chính là thiên hạ của Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long, dãy núi này tạm thời chỉ có hai người. Về phần Tiểu Bạch, tất cả Hồng Mông Tháp đều là của nàng. Một điều đáng để nói là Tiểu Thiên bây giờ đã trở thành thiên đạo Tiểu Thiên của thế giới. Nàng vốn chính là thiên đạo của một thế giới, bây giờ làm công việc ban đầu nên chẳng có gì khó với nàng. Hơn nữa, ở trên thế giới này không có tranh đấu, không giết chóc lung tung nên nàng rất thích. Về phần những linh ở Đại Thiên Vũ Trụ trước đây mang đến, bây giờ những linh này đã phân tán đến các nơi trong thế giới. Tu hành. Những linh này cũng cần tu hành, hơn nữa, để bọn họ qua các nơi trên thế giới cũng có lợi cho thế giới này. Mỗi một linh đi tới một chỗ, đều có thể mang đến năng lượng khác nhau cho chỗ đó. Cũng chính là lực ngũ hành. Thế giới có âm dương, cũng có ngũ hành. Bây giờ thế giới này đã có ngũ hành, về phần âm dương, dựa theo lời kiếm kinh nói chính là từ từ sẽ đến, dần hoàn thiện thế giới này. Đại Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Nhìn thế giới này, trong lòng Dương Diệp có một suy nghĩ lớn mật. Kiếm vực. Nếu như hắn lấy thế giới này tới thi triển kiếm vực, cũng chính là mượn tất cả lực lượng của thế giới này, ép lực lượng của thế giới này vào trong một vực, hoặc nói, kiếm vực của hắn chính là thế giới này. Không thể không nói, hắn đều bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình. Mượn lực lượng một thế giới, ép lại lực lượng một thế giới. Có được không? Không được sao? Ở bên ngoài, hắn chỉ có thể ép lại kiếm vực của mình, không thể mượn lực lượng thế giới kia. Dù sao, thế giới kia không phải là thế giới của hắn, pháp tắc của thế giới kia sẽ không nghe Dương Diệp hắn. Nhưng Đại Lục Tiểu Thiên này lại là thế giới của bản thân hắn, mượn thế giới này tới phát động kiếm vực. Hình như có thể làm được. Nhưng có rất nhiều vấn đề, ví dụ như mượn trợ giúp thế nào, ví dụ như cơ thể hắn có thể chịu đựng được không. Bên trong thông đạo truyền tống, Dương Diệp mở mắt và nhìn hai tay của mình. Có lẽ lúc nào đó phải thử một chút. Thử cái gì? Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Không có gì. Thần thần quỷ quỷ. Nam Ly Mộng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía xa. Chiến trường Thái Cổ đầy kỳ ngộ, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Nếu không, trước đây những thế lực kia cũng sẽ không chỉ phong tỏa chiến trường này để chậm rãi tìm kiếm. Bởi vì cho dù là bọn họ cũng không dám lộ liễu tiến vào trong lục soát. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng nói. Ngươi từng đi tới Vĩnh Hằng bí cảnh nên biết chỗ đó có tồn tại thế nào chứ? Chiến trường Thái Cổ này càng nguy hiểm đáng sợ hơn chỗ đó. Trong đó thậm chí có đại yêu Thái Cổ cùng tàn hồn của cường giả Thái Cổ. Đại yêu Thái Cổ cùng cường giả Thái Cổ thật sự, nếu chỉ có ít thì còn tốt, nhưng sợ là còn có vài điều chúng ta không biết tới. Nhất định là có. Dương Diệp đột nhiên nói. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp,
Dương Diệp cũng không nói lời nào chỉ nhìn về phía xa. Tiêu Dao Tử là người Tiên, hắn hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác. Người này chỉ biết đi tới nơi có cường giả siêu cấp. Những nơi bình thường, hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Nếu đối phương đi tới chiến trường thái cổ này, không cần phải nói, chỗ đó nhất định là có gì đó thu hút hắn. Mà thứ có thể thu hút hắn chỉ có cường giả chân chính. Cường giả. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hắn nghĩ đến kiếm của Tiêu Dao Tử mạnh mẽ như vậy, không thể chiến thắng như vậy. Dần dần, Dương Diệp khẽ cười. Bởi vì hắn nghĩ đến rất nhiều người, Thanh Thi, Đế Nữ, An Nam Tĩnh, Tiểu Bạch. Qua rất lâu, Dương Diệp mở mắt ra, nhìn về phía xa. Ràng buộc chính là kiếm đạo của Dương Diệp ta. Ràng buộc. Kiếm tu chính là tu tâm, chính là chém ràng buộc, bởi vì bọn họ không muốn lòng mình có bất kỳ ràng buộc nào, có ràng buộc lại có nghĩa là tâm bị ràng buộc. Tâm bị ràng buộc thì làm thế nào đạt được đỉnh phong của kiếm đạo? Từ xưa tới nay, có cường giả nào không phải chặt đứt tất cả trần duyên, thành tựu đại đạo vô thượng? Bởi vậy, rất nhiều kiếm tu không ngừng chém tất cả ở trên con đường kiếm đạo của mình. Mỗi lần chém một ràng buộc, kiếm đạo của hắn lại càng mạnh hơn. Không thể phủ nhận, đây cũng là một kiếm đạo, cũng không thể nói kiếm đạo này sai. Nhưng Dương Diệp đi không phải là loại kiếm đạo này. Ràng buộc à, đối với Dương Diệp hắn, đây là kiếm đạo của mình. Mỗi lần có nhiều một loại ràng buộc chính là có thêm một phần trách nhiệm, lại có nghĩa là Dương Diệp hắn cần phải mạnh hơn. Ràng buộc chính là kiếm đạo của Dương Diệp hắn, cũng là động lực để Dương Diệp hắn trở nên mạnh mẽ. Đến rồi. Đúng lúc này, giọng nói Nam Ly Mộng vang lên. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, bọn họ đã rời khỏi địa giới của Bắc Hoang Đại Lục. Hai người lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trong đám mây. Đây là vĩnh hằng giới sao? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Bây giờ mới bắt đầu thôi, ngươi phải che giấu hơi thở của mình. Dương Diệp khẽ nói. Đừng nói với ta, những người này ở vĩnh hằng giới không biết tung tích của ta. Nam Ly Mộng cười nói. Trước đó thì nhất định sẽ biết, nhưng bây giờ lại khác. Nói xong, nàng lấy ra một hòn đá nhỏ. Ngươi biết đây là bảo bối gì không? Đây là thiên cơ thạch có thể che giấu tất cả thiên cơ. Bây giờ, ngươi được thiên cơ che giấu. Bất kỳ người nào cũng không thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tìm được ngươi. Đương nhiên, những lời này có chút khoa trương, mọi chuyện không thể tuyệt đối. Nói chung, bây giờ ngươi tạm thời an toàn, không có người nào có thể tìm được ngươi. Sao vậy, nhìn bộ dáng này của ngươi là muốn nó à? Không thành vấn đề, chỉ cần một món thần khí thì ta sẽ bán cho ngươi. Này này, đừng đi, nếu thần khí không được, ngụy thần khí cũng được mà. Này, chúng ta có thể thương lượng. Nửa khắc sau, được Nam Ly Mộng dẫn đường, hai người tới một dãy núi mịt mờ, lớn hơn cả sự tưởng tượng của Dương Diệp. Lớn. Vô cùng lớn. Lấy thị lực của hắn bây giờ nhìn mấy chục vạn dặm cũng không có vấn đề, nhưng cuối tầm mắt của hắn vẫn là dãy núi mịt mờ, dường như vô cùng vô tận. Nam Ly Mộng chỉ vào bên trái. Đi bên này, đi tới cuối sẽ có một dãy núi, vượt qua dãy núi kia chính là sông Vĩnh Hằng, vượt qua sông Vĩnh Hằng. Phá hỏng vách ngăn vũ trụ là có thể bước vào vĩnh hằng vũ trụ. Mục tiêu cả đời của rất nhiều người, rất nhiều linh, rất nhiều yêu, rất nhiều cường giả chính là điểm cuối sông Vĩnh Hằng. Mà nghĩa địa lớn nhất trên thế giới này không phải là chiến trường Thái Cổ, cũng không phải là nơi nào khác, mà là sông Vĩnh Hằng, nơi đó khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể của cường giả. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp và cười nói. Ngươi có muốn đi xem thử không? Dương Diệp nhìn về phía sông Vĩnh Hằng, sau đó nói. Vì sao có nhiều người muốn đi Vĩnh Hằng vũ trụ như vậy? Ta cảm thấy thế giới bên này cũng thật sự không tệ. Nam Ly Mộng cười nói. Người thế tục, người nghèo phải kiếm tiền, người cảm thấy tại sao hắn muốn kiếm tiền? Bởi vì hắn muốn sống tốt hơn, hắn muốn tiến vào trong giới của người giàu có đã có rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Bởi vì hắn muốn tiến vào vòng tròn cao hơn. Vĩnh hằng vũ trụ chính là vòng tròn của người giàu có, chúng ta chính là người nghèo. Dương Diệp khẽ nói. Nếu vòng tròn khác nhau, cần gì phải mạnh mẽ tiến vào chứ? Ngươi thật vô nghĩa. Nam Ly Mộng trừng mắt nhìn Dương Diệp. Bởi vì ngươi giàu hơn ai khác, vĩnh hằng vũ trụ bên kia có mấy thế lực nắm giữ một vị linh tổ.
lại có ai không chỉ nắm giữ một vị linh tổ, còn có hồng mông tử khí. Không chỉ có hồng mông tử khí, thần khiếm ngụy thần khí còn một đống lớn. Ngươi nói xem, Dương Diệp ngươi thiếu cái gì? Linh khí à, có nhóc kia ở bên cạnh, cả đời ngươi cũng không dùng hết linh khí. Bảo bối à, bây giờ trên thân ngươi không dưới 3 món thần khí đi. Hơn nữa, có nàng ở bên cạnh, ngươi còn có thể có nhiều thần khí hơn. Nói đến đây, Nam Ly Mộng liếc mắt Dương Diệp. Ngươi sở dĩ bình tĩnh như vậy là bởi vì ngươi già hơn người bên Vĩnh Hằng Vũ Trụ, ở trước mặt Dương Diệp ngươi, người bên Vĩnh Hằng Vũ Trụ cũng là người nghèo. Ngươi đương nhiên xem thường bên kia rồi. Dương Diệp. Nam Ly Mộng lắc đầu. Không nói những chuyện này nữa, nói nhiều lại thấy đau lòng. Chúng ta đi thôi, xem có thể nhân cơ hội này mò được một khoản ở chiến trường Thái Cổ không. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng biến mất ở phía xa. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai. Chúng ta rất giàu sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, móng nhỏ của nàng vung vẩy. Dương Diệp xem hiểu. Ý của nàng là chúng ta rất nghèo. Ở trong thế giới của Tiểu Bạch, cái gì mới gọi là giàu? Dù sao, giàu của nàng chính là rất nhiều thần khí, tính toán phải có vô số mới miễn cưỡng gọi là giàu. Dương Diệp khẽ thở dài. Thật may là nữ tử kia không ở đây, nếu không nàng hiểu ý của ngươi, sợ rằng sẽ tắt thở vì thức mất. Nói xong, hắn cười ha ha, ôm Tiểu Bạch biến mất ở cuối chân trời. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng ra khỏi dãy núi này, mà ở cuối dãy núi có một cánh cửa dài rộng khoảng 1000 trượng. Ở trên cánh cửa cực lớn có rất nhiều vết rạn, ở chính giữa có một vết kiếm cực lớn. Bên cạnh Dương Diệp, Nam Ly Mộng khẽ nói. Ở đây vốn có một cấm chế rất mạnh, đó là do mấy thế lực cùng nhau liên thủ bày ra, cho dù là cường giả phá giới cảnh cũng không phá nổi, cũng chỉ có mấy thế lực liên thủ sử dụng mật lệnh mới có khả năng tháo bỏ được cấm chế này, nhưng kiếm tu kia lại phá được cấm chế, nếu như đối phương không phải sử dụng vật bên ngoài nói, vậy phần thực lực này khó tránh khỏi quá mức khủng khiếp đi. Nói xong, nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó bấm tay bắn về phía cánh cửa. Cánh cửa kia mở ra. Trong phút chốc, nàng trực tiếp kéo vai của Dương Diệp lao vào trong. Mà trong chớp mắt khi hai người tiến vào trong, mấy khí tức đột nhiên xuất hiện ở đó. Nhưng đúng lúc này, trong cánh cửa kia đột nhiên bay ra một vật phát ra hào quang 7 màu. Thần khí. Cùng lúc đó, một giọng nói từ trong môn truyền ra. Tiểu nữ tử muốn đi vào thử thời vận, mong rằng các vị đại lão giúp đỡ, đây là thành ý nho nhỏ, mong các vị xin vui lòng nhận cho. Ý ngoài cửa lớn im lặng, đột nhiên, món thần khí đó biến mất, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên ở trong không trung. Mộng cô nương cẩn thận, tuyệt đối không thể đi sâu về phía nam, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Dứt lời, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Bên trong cửa lớn là một rừng núi, Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng cùng đi với nhau. Nam Ly Mộng cười nói. Ngươi nhìn thấy không, có tiền có thể sai khiến được quỷ ma. Dương Diệp khẽ nói. Ta nghĩ rằng ngươi mặt mũi khá lớn, không ngờ được còn cần phải dùng tới thần khí để hối lộ. Nam Ly Mộng lắc đầu. Ngươi lại không hiểu rồi. Ta quả thật có thể mạnh mẽ tiến vào, bọn họ cũng không làm gì được ta, nhưng lâu ngày, ai còn muốn buôn bán với Nam Ly Mộng ta nữa. Chúng ta là người làm ăn, danh tiếng là quan trọng nhất. Hơn nữa, một món thần khí không những có thể mua được chút thuận tiện, còn có thể mua được một lối ra, ngươi có tin không? Nếu như ta gặp phiền toái gì, chỉ cần hô một tiếng, nếu không phải phiền phức đặc biệt lớn, những người bên ngoài kia sẽ rất vui lòng qua giúp, bởi vì bọn họ biết Nam Ly Mộng ta sẽ không để cho bọn họ giúp không công. Nói đến đây, nàng vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp. Cái này chính là một cách đối nhân xử thế, ngươi có thể học thêm. Chúng ta làm người, có đôi khi phải khéo đưa đẩy một chút cũng không có gì xấu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Tiếp nhận giáo huấn, Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bọn họ đều nói Dương Diệp ngươi là một tên sát nhân cuồng ma, ta phát hiện ngoại trừ tính tình ngươi hơi thối một chút, cũng không khó ở chung. Ôi, nói cho cùng, vẫn là con vật nhỏ kia của ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Nam Ly Mộng, mà ở trong móng vuốt của nàng đang nắm một cái búa mờ ảo. Tiểu Bạch nắm búa không ngừng vung lên, ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào Nam Ly Mộng. Ý muốn bảo, ngươi nói đi, ngươi nói đi. Không cần phải nói, một chiêu này cũng là học Dương Diệp,
Nam Ly Mộng cười ha ha và không nói gì, mặt mũi của tiểu tử này, nàng vẫn phải cho, nàng cũng không muốn đắc tội tên tiểu tử này, nếu không, tiếp theo sợ rằng nàng sẽ phải rất buồn bực đấy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Nam Ly Mộng lập tức sáng, nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào Tiểu Bạch, một lát sau, Tiểu Bạch thu hồi ánh mắt và liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó ghé sát bên tai của Dương Diệp khẽ nói vài câu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nam Ly Mộng lập tức đen mặt. Sao nó lại thù dai thế? Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía nơi Tiểu Bạch vừa nhìn. Bên kia, có nguy hiểm nhưng cũng có bảo bối. Có bao nhiêu nguy hiểm? Nam Ly Mộng hỏi. Dương Diệp khẽ nói. Rất nguy hiểm. Nam Ly Mộng cười nói. Rất bình thường, kỳ ngộ cùng nguy hiểm bình thường đều ở cùng một chỗ. Đi thôi, chúng ta đi qua xem thử bên kia có gì. Nói xong, nàng bước nhanh hơn. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó đi theo. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai người đều theo bản năng quên một việc, đó là hướng bọn họ đi cũng là hướng nam mà cường giả ngoài cửa đã dặn không nên đi. Dọc đường đi, vẻ mặt Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng đầy đề phòng, cho dù là Nam Ly Mộng cũng không dám có sơ suất ở đây. Không biết hai người đi bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại, ở trước mặt hai người có một con sông rộng mười mấy trượng. Hai bên đều không gặp điểm cuối. Hai người im lặng nhìn con sông này. Sông máu. Trong con sông này không phải là nước, mà là máu, một con sông máu. Mà vào lúc này, thân thể Dương Diệp đột nhiên run rẩy, trong phút chốc, một thanh đao đỏ như máu đột nhiên từ trong cơ thể hắn vọt ra, ngay sau đó, trực tiếp tiến vào trong con sông này. Cả con sông chảy trực tiếp sôi trào lên. Không chỉ có vậy. Kiếm tổ cũng đột nhiên thoát khỏi trong cơ thể của Dương Diệp, tiến vào trong sông. Trong phút chốc, rất nhiều máu tươi không ngừng lao về phía kiếm tổ cùng thập phương vô địch. Trong sông, thập phương vô địch còn là dáng vẻ của thanh kiếm, nhưng kiếm tổ lại khôi phục hình người, nàng đắm chìm ở trong sông máu, mặc cho rất nhiều máu tươi lao vọt về phía nàng. Mà ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn Dương Diệp. Kiếm linh vì hắn mà trở thành kiếm giết chóc. Đối với một thanh kiếm, đau khổ lớn nhất là gì? Là không theo kịp bước chân của chủ nhân. Dương Diệp nhìn kiếm linh, đột nhiên hắn đưa tay ra, trong phút chốc, ở cổ tay hắn chỗ có một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, rất nhiều máu tươi tự cổ tay hắn vọt ra, sau đó bắn nhanh về phía kiếm linh. Nam Ly Mộng nheo mắt lại. Lấy máu của mình, đút cho kiếm của mình. Lấy máu của mình đút cho kiếm của mình. Rất nhiều máu tươi không ngừng từ cổ tay của Dương Diệp bắn ra. Cuối cùng đều trào vào trong cơ thể của kiếm linh phía xa. Chỉ trong giây lát, sắc mặt Dương Diệp trắng bệch. Kiếm linh liếc mắt Dương Diệp, chậm rãi lặn xuống đáy sông. Dương Diệp thu tay về. Hắn biết kiếm linh muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tiếp tục cùng hắn kề vai chiến đấu, Dương Diệp hắn làm sao không muốn. Ở trong lòng Dương Diệp hắn, bất kể là kiếm thủ, còn là búa khai thiên, thậm chí là kiếm gì khác đều không quan trọng bằng kiếm tổ. Thanh kiếm này đã theo Dương Diệp hắn suốt đời, cũng là thanh kiếm duy nhất cam tâm tình nguyện vì hắn trở thành kiếm giết chóc. Mà sở dĩ mấy năm gần đây hắn không dùng tới kiếm thủ, không phải vì ghét bỏ cấp bậc nàng không đủ, mà là bảo vệ nàng, thực lực kẻ địch của hắn đều cao hơn hắn rất nhiều. Nếu sử dụng kiếm tổ, chỉ cần có chút sơ sẩy, kiếm tổ rất có khả năng sẽ kiếm hủy linh chết. Giống như ban đầu khi đối mặt với tổ sư của tiên phủ, kiếm thủ cùng thập phương vô địch thiếu chút nữa đã bị hủy. Bây giờ, kiếm linh có cơ hội trở nên mạnh mẽ, Dương Diệp hắn tất nhiên sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Giữa sông, máu tươi bắt đầu dần dần ít đi. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng đi tới bờ sông, Nam Ly Mộng khẽ nói. Một sông máu này thật không đơn giản. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng khẽ nói. Đây là máu của cường giả. Đã từng có rất nhiều cường giả ngã xuống ở chiến trường này, máu tươi của bọn họ hội tụ thành sông. Những máu tươi này trải qua nhiều năm như vậy có thể không hết, điều này chứng minh chủ nhân của những máu tươi đã từng không yếu. Đao và kiếm của ngươi thật sự có phúc, đương nhiên, ngươi cũng vậy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ giơ móng nhỏ với kiếm linh, Nam Ly Mộng nhìn về phía Tiểu Bạch nhìn kiếm linh tuét miệng cười, sau đó mở miệng phun ra. Một linh khí rất tinh thuần lập tức tiến vào trong sông máu này, trong nháy mắt, cả con sông máu trực tiếp sôi trào lên. Tiểu Bạch cũng không dừng lại, không ngừng có linh khí tràn vào trong kiếm tổ bên dưới. Trong mắt Nam Ly Mộng đầy chấn động. Thăng linh,
vạn vật có linh, loại linh này tất nhiên cũng có thể nâng cao. Nhưng phần lớn đều phải cần dựa vào chính mình từ từ nâng cao, cũng chính là tu luyện. Mà bây giờ, Tiểu Bạch không ngờ mạnh mẽ nâng cao linh của kiếm linh. Không thể không nói, điều này là hành động nghịch thiên. Ở đó, sông máu càng lúc càng ít, không biết thời gian trôi qua bao lâu, vào lúc sông máu tươi hoàn toàn biến mất, một thanh kiếm cùng một thanh đao đột nhiên từ đáy sông kia phóng lên cao. Trong nháy mắt, cả chân trời đỏ như máu. Dương Diệp vẫy tay một cái, một thanh đao trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Đó chính là thập phương vô địch. Giờ phút này, thập phương vô địch rất khác với trước, thân đao đỏ như máu, tùy ý với một cái cũng sẽ mang theo xương máu ngập trời. Không chỉ có vậy, nắm thanh thập phương vô địch này, Dương Diệp cảm giác như mình đang cầm một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong đao ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho hắn cũng thấy tim đập nhanh. Thần khí. Sau khi hút một sông máu, thập phương vô địch cuối cùng không còn là ngụy thần khí nữa. Dương Diệp thu hồi thập phương vô địch, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Phía chân trời có một nữ tử đỏ như máu bước chậm đến. Đó chính là Kiếm Linh. Tóc nàng đỏ như máu, váy dài đỏ như máu, giống như ác quỷ tới từ sâu trong địa ngục. Nhưng ở trong mắt Dương Diệp, nàng lại thân thiết như vậy. Bởi vì nàng là vì hắn mới biến thành ác quỷ. Kiếm Linh đi tới trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Kiếm Linh tuét miệng cười, nụ cười này thực sự có chút dọa người. Dường như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch chớp chớp mắt, mỉm cười nhìn nàng. Kiếm Linh. Tiểu Bạch cùng Tử Nhi theo Dương Diệp sớm nhất, thứ hai là Kiếm Linh. Có thể nói, ba nàng là thành viên sớm nhất trong tổ chức của Dương Diệp. Tuy Tiểu Bạch tiếp xúc không nhiều với Kiếm Linh, nhưng Tiểu Bạch cũng xem nàng là bằng hữu, bởi vậy, đừng thấy cả người Kiếm Linh đỏ như máu, thật ra Tiểu Bạch cũng không sợ. Kiếm Linh mỉm cười. Cảm ơn. Tiểu Bạch giơ giơ móng nhỏ, biểu thị đừng khách khí. Dương Diệp mỉm cười, sau đó kéo tay Kiếm Linh, trong phút chốc, Kiếm Linh biến mất, mà ở trong tay Dương Diệp có thêm một thanh kiếm giống như do máu tươi ngưng tụ ra. Không chỉ có vậy, khi hắn cầm Kiếm Linh, số máu còn lại không nhiều trong cơ thể hắn trực tiếp sôi trào lên. Ngoài ra, hắn còn có một cảm giác đặc biệt kỳ diệu, thanh kiếm này chính là bản thân hắn. Nam Ly Mộng cười nói. Chúc mừng ngươi có hai thanh thần khí. Dương Diệp liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó thu hồi Kiếm Linh lại trở lại bên trong Hồng Mông Tháp. Nàng cùng kiếm thủ đều có chỗ ở riêng ở kiếm tông trên Huyền Không Sơn, dù sao, nàng cùng kiếm thủ không phải là kiếm bình thường. Kiếm tổ đi tới ngọn núi của kiếm thủ, hai nữ tử nhìn nhau từ phía xa, trong phút chốc, hai đường kiếm quang chợt lóe lên. Một thiện một ác. So tài. Dương Diệp không để ý tới kiếm thủ cùng kiếm tổ, bởi vì hai thanh kiếm so tài cũng có lợi cho các nàng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu, sau đó hai người theo con sông kia đi về phía trước. Cuối con sông có một đài lớn dài rộng đủ nghìn trượng, cao cũng phải trăm trượng, ở trên đài tròn kia có vẽ rất nhiều phù văn thần bí. Nam Ly Mộng nhìn chằm chằm vào đài tròn kia. Nếu như ta không đoán sai, đây chính là phi thăng đài của thời đại cổ xưa. Phi thăng đài. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Người từ thế giới nhỏ tới hẳn phải biết. Thực lực của rất nhiều cường giả đạt tới trình độ nhất định sẽ lựa chọn đột nhiên phá rào cản của thiên địa, phi thăng tới thế giới cao hơn. Dương Diệp nhíu mày. Những cường giả thời đại cổ xưa kia muốn phi thăng tới vĩnh hằng vũ trụ. Nam Ly Mộng im lặng rất lâu, sau đó nói. Có lẽ không phải. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Có ý gì? Nam Ly Mộng lắc đầu, đoạn lịch sử thời đại cổ xưa kia quá mơ hồ. Đó rốt cuộc là dạng thời đại gì? Vì sao năm đó lại xảy ra đại chiến, kẻ địch là ai, những điều này đều là điều bí ẩn. Dương Diệp liếc nhìn phi thăng đài và do dự một lúc, sau đó nói. Thứ này có tác dụng gì? Nam Ly Mộng khẽ nói. Nó rất hữu dụng cho cường giả siêu cấp, nhưng đối với ngươi thì sợ rằng không có ích lợi gì, bởi vì ngươi quá yếu, căn bản không cần tới nó. Dương Diệp. Nam Ly Mộng đang muốn nói gì, lúc này, tay phải của Dương Diệp vung lên. Trực tiếp thu phi thăng đài rất lớn này đến bên trong Hồng Mông Tháp. Nam Ly Mộng. Phi thăng đài bị chuyển đến trên ngọn núi nhỏ trong dãy núi Huyền Không Sơn. Thật ra, Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cảm thấy phi thăng đài này đủ khí thế.
hắn không biết vì hành động nhỏ này của mình mà mang tới bao nhiêu phiền phức trong tương lai. Phiền phức này có tốt cũng có xấu. Ngươi có phải là thổ phỉ không vậy? Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy Nam Ly Mộng tham tài, nhưng nàng lấy có chừng mực. Nhưng Dương Diệp này hoàn toàn chính là một thổ phỉ. Dương Diệp khẽ nói. Dù sao cũng là đồ không ai cần, ta lấy thì có gì chứ? Nam Ly Mộng thu hồi ánh mắt, khẽ nói. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, vạn vật trên thế gian, đặc biệt là thần vật, khi ngươi thu một món thần vật, lại có nghĩa là nhận lấy một nhân quả, bây giờ không có việc gì, không có nghĩa là sau này cũng không có việc gì. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Nàng nhận lấy bảo bối, có thể có nhân quả hay không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nhân quả à, ăn ngon không? Khóe mắt Nam Ly Mộng giật giật, linh tổ sẽ có nhân quả sao? Nhất định là có, nhưng bình thường khẳng định cũng là nhân quả tốt. Điều này lại giống như một nam nhân xấu làm anh hùng cứu mỹ nhân, tối đa đổi lấy một câu cảm của mỹ nữ ơn, nhưng nếu như một nam nhân đẹp trai làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy có thể sẽ khiến mỹ nữ lấy thân báo đáp đấy. Nhân quả tốt hay xấu cũng phải tùy người. Nam Ly Mộng lắc đầu. Ngươi lại đắc ý. Nàng làm sao không hiểu rõ ý của Dương Diệp, Tiểu Bạch nhận lấy nhân quả của những bảo vật, Dương Diệp hắn lại nhận lấy nhân quả của Tiểu Bạch. Nói một câu đơn giản chính là, nhân quả lớn nhất hắn đều nhận, còn sợ những nhân quả nhỏ sao? Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh đã đến một dãy núi lớn, ở trước mặt hai người là một dãy núi vô biên vô hạn. Mà ở không xa là hai ngọn núi lớn đâm thẳng vào trong mây, hai ngọn núi lớn giống như một cánh cửa ngăn cản hai người. Hai người liếc mắt nhìn nhau và muốn đi vào, mà vào lúc này, Nam Ly Mộng biến sắc, nàng trực tiếp nắm vai của Dương Diệp lùi lại trăm trượng. Mà vào giây phút đó, chỗ hai người đứng trước đó đã xuất hiện một hố lớn, bên trong hố lớn là một cái búa màu đen. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng ngẩng đầu nhìn lên. Hai ngọn núi lớn đột nhiên chậm rãi di chuyển sang hai bên, rất nhanh, mặt đất bắt đầu chấn động. Ở giữa hai ngọn núi lớn là một nam tử không đầu chậm rãi đi ra, mỗi một bước đi của hắn đều làm cho cả mặt đất cùng hai ngọn núi lớn phía sau rung lên. Nam tử mặc bộ giáp, không đầu, tay phải cầm búa lớn, toàn thân đầu vết thương. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng liếc mắt nhìn nhau, mà vào lúc này, nam tử không đầu đột nhiên tung người nhảy lên. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng biến sắc, vội lùi lại phía sau, hai người vừa rời đi, một cái búa trực tiếp rơi vào chỗ mặt đất này. Cả mặt đất lập tức nổ tung ra. Cánh tay Dương Diệp đụng vào Nam Ly Mộng. Tiền bối, tới lúc ngươi thi thố tài năng rồi. Nam Ly Mộng nhìn nam tử không đầu phía xa, sau đó khẽ gật đầu, nàng lấy ra một lá cây màu trắng. Vào lúc Dương Diệp cho rằng Nam Ly Mộng sắp thể hiện tài năng, Nam Ly Mộng lại lặng lẽ biến mất. Dương Diệp trực tiếp sửng sốt, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Nam Ly Mộng. Dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt Dương Diệp đại biến, nổi giận mắng. Nữ nhân chết bầm, ngươi. Giọng nói của Dương Diệp hơi ngừng, bởi vì nam tử không đầu đã đi tới trước mặt hắn, đồng thời còn có một cái búa lớn dường như có thể chém ra cả thiên địa. Dương Diệp sao dám sơ suất được. Tuy nhiên, hắn cũng không lựa chọn liều mạng cùng cái búa này. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người tránh sang bên trái, cùng lúc đó, một thanh huyết kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm về phía vai của nam tử không đầu. Nhưng Dương Diệp hình như đánh giá thấp phản ứng của nam tử không đầu này. Sau một búa thất bại, trong chớp mắt búa lớn trong tay nam tử không đầu đột nhiên quét ngang, lực lượng mạnh mẽ làm cho khí tức của Dương Diệp đông cứng lại. Nếu như bị đánh trúng, cho dù là lấy cơ thể của hắn chắc chắn cũng sẽ trở thành một bãi thịt nát. Hắn không dám cứng rắn chống lại. Đầu ngón chân Dương Diệp nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lướt về phía sau chừng 10 trượng. Suy! Nam tử không đầu lại một búa thất bại, chân phải của hắn chợt dẫm một cái, ầm. Mặt đất vỡ ra. Cùng lúc đó, nam tử không đầu mượn lực lượng do mặt đất truyền đến tung người nhảy lên, lập tức tới trước mặt Dương Đai Lẹp. Cùng lúc đó, một búa trực tiếp bổ về phía mặt của Dương Diệp. Một búa này hủy trời diệt đất. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái. Suy! Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lùi về phía sau khoảng cách trăm trượng, cùng lúc đó, hai tay hắn nắm huyết kiếm chậm rãi dựng thẳng. Phía xa,
búa lớn trong tay nam tử không đầu ném thẳng về phía hắn. Búa phá trời cao, đánh nát tất cả. Chém. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp rơi xuống. Kiếm vực. Hai kiếm kiếm vực. Kiếm thứ hai hạ xuống, trong chớp mắt này, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng. Mà cái búa này lại bay ngược trở lại trong tay nam tử không đầu, tuy nhiên nam tử không đầu cũng không thoải mái như vậy, sau khi đỡ được búa hắn liền lùi về phía sau đủ chừng trăm trượng mới hóa giải được lực lượng trong búa. Nhưng trong phút chốc, nam tử không đầu lại xông về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, hai đường ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Phi đao. Hai thanh phi đao màu vàng. Đối mặt với hai ngọn phi đao này, nam tử không đầu không tránh không né, búa lớn trong tay quét ngang, trực tiếp đánh bay hai ngọn phi đao màu vàng này. Nhưng sau phi đao là ba thanh trường kiếm nhanh như tia chớp. Nam tử không đầu vẫn không khiếp sợ, búa lớn trong tay đập mạnh về phía trước. Ầm ầm ầm. Ba kiếm trực tiếp bị đánh bay, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử không đầu này, một kiếm quang đỏ như máu trực tiếp rơi xuống. Búa lớn trong tay nam tử không đầu trực tiếp nghênh đón. Ầm. Búa kiếm chỉ vừa va chạm đã tách ra, hai người liên tục lui lại. Mà vào lúc này, hai ngọn phi đao cùng ba thanh phi kiếm đột nhiên lóe lên, hai đao ba kiếm nhắm thẳng vào vị trí quan trọng trên cơ thể của nam tử không đầu. Nam tử không đầu vừa dừng lại, búa trong tay hắn liền bổ mạnh về phía trước. Ầm. Một ánh búa mạnh mẽ chấn động ra, trực tiếp ép phi đao cùng phi kiếm của Dương Diệp quay lại. Không chỉ có vậy, người không đầu đột nhiên bước tới, búa trong tay cách không bổ về phía Dương Diệp. Một khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt lấy Dương Diệp. Suy. Không gian trước mặt nam tử không đầu đột nhiên nứt ra, lại giống như một tấm vải bị một thanh kiếm sắc bén chém qua vậy. Một búa khiến trời đất phân thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Lúc này, giọng nói Nam Ly Mộng vang lên ở trong đầu hắn. Lực của hai giới, cẩn thận. Lực của hai giới. Dương Diệp không kịp suy nghĩ gì khác, hai tay nắm kiếm linh, huyền cổ khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong hai cánh tay. Trong phút chốc, hai tay hắn nắm kiếm chém về phía trước mặt. Kiếm vực. Ba kiếm kiếm vực. Đối mặt với một búa của nam tử không đầu này, Dương Diệp không dám giữ lại, trực tiếp sử dụng ra ba kiếm kiếm vực. Một kiếm này có thể mở ra thiên địa. Nhưng kiếm vừa xuống, trong chớp mắt này, hắn đột nhiên biến sắc, người và kiếm lập tức bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng hắn liền tràn ra một tia máu tươi. Không chỉ có vậy, mảnh đất sau lưng hắn bắt đầu vỡ ra từng tầng. Thật mạnh! Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử không đầu, thực lực của nam tử này quá mạnh. Đặc biệt là một búa cuối cùng này, có thể nói, nếu như trước đây, khi hắn là đạo chân cảnh, tuyệt đối sẽ không đỡ nổi một búa này. Cho dù là bây giờ, hắn đỡ cũng rất miễn cưỡng. Đúng lúc này, búa lớn trong tay nam tử không đầu đột nhiên xuyên qua không trung lao về phía hắn. Suy, lấy Dương Diệp cùng nam tử không đầu làm trung tâm. Trong nháy mắt không gian nghìn trượng trở nên mờ ảo. Một búa với lực của hai giới. Lúc này, trong đầu Dương Diệp lại vang lên giọng nói Nam Ly Mộng. Đánh, ra sức đánh đi, nếu như ngươi có thể đỡ nổi 100 chiêu dưới tay của người trước mắt này, vậy cường giả phá giới sẽ không có uy hiếp đối với ngươi nữa. Nhận. Phía xa, Dương Diệp cong khóe miệng cười hung ác, lúc này, ý chí chiến đấu của hắn cũng tăng cao. Từ khi tăng lên đạo chân tới bây giờ, hắn còn chưa từng thật sự vui vẻ đấu qua một lần nào. Bây giờ, hắn muốn chiến đấu. Một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, trong phút chốc, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, một đường kiếm quang trực tiếp đâm vào trên cái búa này. Hai người vừa mới tiếp xúc, kiếm quang bắn về nhanh như điện, mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau người không đầu. Ám sát sau lưng. Hắn đã lâu không sử dụng chiêu kiếm kỹ này, bây giờ lại thi triển ra. Kiếm kỹ không yếu, chỉ có người yếu. Bây giờ thực lực của hắn không còn như năm đó, uy lực của chiêu ám sát sau lưng này cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Một điểm ánh sáng lạnh trực tiếp đâm vào phía sau lưng của người không đầu, nhưng một kiếm này lại trực tiếp đâm vào không khí. Đâm hụt. Một kiếm đâm hụt, Dương Diệp liền xoay người, sau đó một kiếm chém xuống, lúc này. Một nắm đấm đã đánh vào bụng hắn trước, ầm.
Dương Diệp cong người giống như một con tôm luộc, bay ngược ra ngoài. Người không đầu vẫy tay một cái búa lớn phía sau Dương Diệp bay ngược về phía sau, một búa này trực tiếp đánh về phía gáy của hắn. Dương Diệp tuyệt đối không xoay người, tâm niệm thoáng động, ba thanh kiếm đột nhiên từ trong kiếm hồ của hắn bắn ra, trực tiếp hóa thành ba đường kiếm quang đánh vào trên cái búa này. Ầm ầm ầm. Phía sau Dương Diệp, truyền đến những tiếng nổ lớn, Dương Diệp lại bắn nhanh về phía người không đầu. Người không đầu bước về phía trước một bước, tay phải nắm chặt thành quyền và đánh lên trên. Quyền ra. Nắm đấm của người không đầu biến không gian trực tiếp hóa thành hư vô, lực lượng của một quyền này hoàn toàn không lộ ra ngoài, tất cả lực lượng tập trung trên nắm đấm. Một quyền với lực lượng của hai giới. Kiếm của Dương Diệp vừa tới trên nắm tay này liền chấn động mạnh, sau đó uốn cong theo một biên độ kỳ lạ, nếu như không phải kiếm tổ vừa tăng lên tới cấp bậc thần khí, chỉ một quyền này cũng đủ để đánh nát kiếm tổ. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy Dương Diệp bay ra ngoài. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp hai chân trượt trên mặt đất không ngừng lùi lại, qua vài hơi thở, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên cắm ở trên mặt đất. Suy! Dương Diệp ngừng lại. Ở khóe miệng hắn có một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Đúng lúc này, người không đầu đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt. Người này muốn làm gì? Trong phút chốc, hai chân của người không đầu đột nhiên đạp mạnh một cái, trực tiếp nắm búa lớn bổ mạnh về phía Dương Diệp. Người và búa hợp nhất. Dương Diệp trực tiếp bị một khí tức cường đại phong tỏa, giờ phút này, hắn căn bản không có cách nào né tránh. Mà khí tức này mạnh mẽ tới mức làm cho hắn nghẹt thở. Đỡ. Hắn chỉ có thể cứng rắn đỡ. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay hắn nắm kiếm tổ chậm rãi áp chặt vào giữa chân mày, huyền cổ lực cùng huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng trào vào kiếm tổ trong tay. Không chỉ có vậy, vào giờ phút này hai tay hắn đột nhiên nổi gân xanh. Lực lượng thân thể. Không chỉ có vậy, rất nhiều kiếm ý cùng sát ý đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, cuối cùng, những sát ý cùng kiếm ý đều tiến vào trong kiếm tổ. Búa đã tới. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm đâm về phía trước. Kiếm vực. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Sau ba kiếm, lại là một kiếm nữa. Bốn kiếm. Khi kiếm thứ tư hạ xuống, trong chớp mắt này, cơ thể Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc, rồi nổ tung ra, đặc biệt là cánh tay đang rạn nứt từng tầng một. Một kiếm cuối cùng. Khi không dựa vào kiếm hồ cùng phệ hồn thuật nâng cao cảnh giới cùng kiếm ý của mình, có thể nói một kiếm này là một kiếm mạnh nhất của Dương Diệp. Hắn thật sự cố gắng hết sức mới đánh giả một kiếm này. Kiếm thứ tư đồng thời rơi xuống. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đó cũng không phải là Dương Diệp, mà là người không đầu. Người không đầu mang theo búa trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp đánh đến chân ngọn núi lớn phía xa. Sau khi người không đầu rơi xuống mặt đất, lực lượng mạnh mẽ còn ép hắn phải liên tiếp lùi lại phía sau, cuối cùng, thân thể hắn đập vào vách ngọn núi lớn kia mới dừng lại. Mà vào giây phút đó, búa trong tay hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ. Mà Dương Diệp thảm hại hơn so với người không đầu, bốn kiếm hạ xuống, cơ thể hắn trực tiếp nổ tung. Rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, trong giây lát hắn liền biến thành một người máu. Một kiếm toàn lực, bốn kiếm trùng điệp, nhưng lực của hai giới đã khiến cho cơ thể hắn căn bản không chịu nổi, mạnh mẽ sử dụng, kết quả chính là cơ thể nứt ra. Nếu không phải hắn được Long Nguyên Thái Cổ Chân Long bất ngờ cường hóa, một kiếm vừa rồi của hắn đủ làm cho cơ thể hắn hoàn toàn vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng không còn sót lại. Dương Diệp nằm ở trên mặt đất. Hồng mông tử khí trong cơ thể không ngừng chữa trị cơ thể hắn. Mà khí vĩnh hằng lại hoàn toàn không có động tĩnh. Mà vào lúc này, người không đầu phía xa đột nhiên xông về phía Dương Diệp. Mỗi một bước chân của hắn rơi xuống mặt đất liền chấn động mạnh vô cùng kinh người, giống như xảy ra động đất vậy. Đột nhiên, một đường ánh sáng trắng từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, ánh sáng trắng tản đi, lộ ra Tiểu Bạch. Nhìn người không đầu này lao tới. Móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm thật chặt, có hơi khẩn trương lại có chút sợ hãi. Nhưng nàng không thể chạy được. Dương Diệp đang ở phía sau. Người không đầu tới càng lúc càng gần, lúc chỉ còn cách Tiểu Bạch có mấy trượng, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bạch đột nhiên vừa phun, rất nhanh đã có rất nhiều vĩnh hằng tiên tinh rơi vào chỗ cách nàng không xa. Rất nhiều, hơn nữa lại không giống với vĩnh hằng tiên tinh, những thứ này đều do nàng sử dụng hồng mông tử khí tạo ra. Nên vĩnh hằng tiên tinh bình thường căn bản không thể so sánh được.
lúc này, người không đầu ngừng lại. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào những vĩnh hằng tiên tinh kia, sau đó lại chỉ vào người không đầu, biểu thị những thứ này đều cho ngươi, đừng đánh nữa. Mà một móng nhỏ khác của nàng nắm lấy một cái búa mờ ảo giấu phía sau lưng. Người không đầu. Tiểu Bạch nhìn người không đầu trước mắt, phía sau móng nhỏ lại nắm thật chặt lấy búa khai thiên hồng hoang. Nàng đã quyết định, đàm phán không thành sẽ vung búa. Người không đầu tuyệt đối không để ý tới đống tiên tinh thạch, tay trái hắn giơ về phía Tiểu Bạch, không biết đang biểu đạt gì. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, do dự một lúc, sau đó lại lấy ra một ít tiên tinh thạch đưa đến trước mặt người không đầu. Người không đầu đứng một hồi, cuối cùng, hắn cầm theo búa xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch thả lỏng, sau đó nàng xoay người chạy tới trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Diệp, nàng ngẩn người một lát, sau đó ném búa ra và ôm lấy Dương Diệp khóc òa. Rất nhiều linh khí không ngừng từ trong đôi mắt của nàng tràn ra, Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, dịu dàng nói. Không, không có chuyện gì đâu, ngươi đừng khóc. Tiểu Bạch lại không nghe, đầu không ngừng cọ cọ vào ngực của hắn. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Nam Ly Mộng xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó lại nhìn Dương Diệp. Cảm giác thế nào? Không chết được. Dương Diệp khẽ nói. Nam Ly Mộng cười hì hì. Không hổ danh là Hồng Mông Tử Khí, thương nặng như vậy, không ngờ mới trong thời gian ngắn đã khôi phục tới mức độ này. Dương Diệp không để ý tới Nam Ly Mộng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nam Ly Mộng liếc nhìn về phía xung quanh, sau đó nói. Theo ta suy đoán, người có dốc hết thực lực của mình, chắc hẳn là nắm giữ lực lượng phá giới, cảnh giới của người không đầu vừa rồi chắc là phá giới cảnh, ít nhất bây giờ là vậy. Nhưng hắn lại nắm giữ lực của hai giới. Phá giới cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Điều đó phân chia thế nào? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng cười nói. Cường giả phá giới cảnh nắm giữ lực một giới giải thích là hắn có thể phá một giới, lực hai giới chính là chỉ đối phương nắm giữ lực phá hai giới. Nói đơn giản một chút chính là phá giới cảnh lại phân chia ra năm cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là một giới, hai giới, tam giới, bốn giới, năm giới. Sau năm giới là một cảnh giới khác, vĩnh hằng giới hẳn không có cường giả trên năm giới. Loại cường giả này hoặc là đã qua vĩnh hằng vũ trụ, hoặc là chết ở sông Vĩnh Hằng. Bởi vì đến mức độ như bọn họ cũng có nghĩa là tuổi thọ sắp hết. Dương Diệp trầm giọng nói. Cường giả phá giới cảnh thật sự có thể phá một giới sao? Tất nhiên là không thể rồi. Nam Ly Mộng cười nói. Thật ra lời này có phần quá khoa trương. Ví dụ như Vĩnh Hằng giới, nếu như tùy tiện một cường giả phá giới cảnh lại có thể hủy diệt, vậy khó tránh khỏi quá yếu đi. Cái gọi là phá giới là chỉ đối phương nắm giữ năng lực thật sự hủy diệt không gian của thế giới này. Ví dụ như ngươi, nếu như ngươi dốc hết toàn lực có thể khiến cho không gian vạn dặm biến thành không có một nơi hư vô không có vật chất. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Đây là phá giới, thật sự hủy diệt một chỗ là làm cho chỗ đó vĩnh viễn cũng không có cách nào tái sinh. Trong phá giới cảnh phân chia mạnh cũng chỉ là tương đối, giữa cường giả một giới cùng cường giả hai giới, cường giả một giới có thể hủy diệt sạch không gian ngàn dặm trong nháy mắt. Cường giả hai giới lại có thể hủy diệt không gian ít nhất là 3.000 dặm. Về phần cường giả tam giới lại kinh khủng hơn. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bên trong Túng Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo, Trường Sinh Môn đều có cường giả phá giới cảnh. Bây giờ mấy người chủ sự này cũng chỉ là cường giả một giới. Cường giả trong tông môn bọn họ cũng chính là cường giả hai giới đều đã đi tới sông Vĩnh Hằng. Cũng chỉ có cường giả hai giới mới có tư cách xuống sông Vĩnh Hằng. Cường giả một giới sẽ không có tư cách xuống đó. Dương Diệp im lặng rất lâu mới nhìn về phía Nam Ly Mộng. A Tú nàng là mấy giới? Nam Ly Mộng im lặng. Dương Diệp vẫn nhìn Nam Ly Mộng, hắn biết nữ nhân trước mắt này biết rất nhiều chuyện. Qua rất lâu, Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp. Rất muốn biết. Dương Diệp gật đầu. Nhờ ngươi. Nam Ly Mộng khẽ nói. Thực lực thật sự của nàng đã vượt qua hai giới. Có thể đã đạt được tam giới, thậm chí càng cao hơn. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Người có thể không biết, nàng vẫn luôn ép xuống cảnh giới của bản thân mình. Áp chế cảnh giới của mình. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Vì sao? Nam Ly Mộng cười gượng nói.
bởi vì nàng thật sự rất mạnh. Ta không hiểu. Dương Diệp nói. Nam Ly Mộng nói. Một khối sắt cần phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén. Ngươi nói xem, nếu như kiếm không nhịn được đau khổ cùng tịch mịch, sớm ra lò thì sẽ như thế nào? Dương Diệp im lặng. Nam Ly Mộng lại nói. Bây giờ, nàng lấy cơ thể vì lò luyện, nàng muốn tự chế tạo mình thành kiếm tốt tuyệt thế này. Lại giống như núi lửa tích góp áp chế càng lâu, sau này bạo phát ra lại càng khủng khiếp. Thật ra, ta cố ý đi thăm dò chuyện của nàng trước đây. Năm đó nếu không phải chuyện ở hư linh tộc ngăn chặn nàng, danh tiếng của nàng tuyệt đối đã sớm chấn động vạn giới. Thật ra, năm đó nàng đã rất nổi danh, đáng tiếc cuối cùng nàng lại biến mất, làm cho vạn giới và cả cường giả vĩnh hằng giới cũng chậm rãi quên mất nàng. Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói. Thật ra, tộc trưởng bất tử tộc cũng là một nhân vật lớn, đối phương cũng giống như nàng, cũng bị tộc của từng người liên lụy, nếu không. Dương Diệp đột nhiên cười. Trên gương mặt của hắn đột nhiên xuất hiện thêm hai hàng nước mắt. Không chết. Từ trong miệng Nam Ly Mộng, hắn biết Thiên Tú không chết. Thiên Tú vô địch cũng chưa chết. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp nằm trên mặt đất. Nàng quả thật không chết, tuy nhiên nàng đã rời khỏi vĩnh hằng giới. Nàng quả thật có thể thay ngươi giải quyết mấy thế lực vĩnh hằng giới này, nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Ngươi biết tại sao không? Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Rèn luyện ta. Ngươi sai rồi. Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng rất coi trọng ngươi, đặc biệt coi trọng, nhưng sau này nàng sẽ đi rất xa, đặc biệt xa, nàng hy vọng ở trên con đường võ đạo của nàng sau này có sự tồn tại của ngươi. Con đường cường giả vĩnh viễn phải do tự mình xông ra, chứ không phải là nhờ ai khác trải đường. Con đường của ngươi cần phải do bản thân ngươi đi, nàng sẽ không lót đường cho ngươi. Nàng tự cho nỗ hoàng tuyền thiên mệnh chính là muốn nói cho ngươi biết, con đường phải do tự mình đi, chuyện gì cũng cần nhờ chính mình, dựa vào người thì sẽ chết, chỗ dựa vững chắc cũng sẽ đổ. Ngươi hiểu chưa? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở trong đầu hắn là thiếu nữ nhỏ nhắn kia, tiểu nữ hài nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lúc này, Tiểu Bạch nằm sấp ở trên ngực Dương Diệp đột nhiên dụi dụi con mắt, nàng nhìn về phía Nam Ly Mộng, móng nhỏ chỉ vào mình. Rõ ràng là đang hỏi Thiên Tú có nói gì về mình không? Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó nói. Ở trong ghi chép của ta, từ xưa tới nay có 10 thể chất mạnh nhất, người tốt nhất tất nhiên sẽ trở thành cự phách trong vạn cổ. Mà bây giờ, ta lại tăng thêm một thể chất vào đó. Người biết đó là gì không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, hiển nhiên đang hỏi là gì? Nam Ly Mộng nhìn Tiểu Bạch và nghiêm mặt nói. Thể chất vô địch dễ thương. Thể chất này còn đặc biệt hơn bất kỳ thể chất nào khác. Nàng không cần đánh nhau, bởi vì có vô số cường giả bằng lòng đánh nhau cho nàng. Vạn vật trong thế gian, bất kỳ kẻ nào, bất kỳ linh nào, cơ bản đều sẽ phải nể mặt nàng 7 phần. Nàng là tồn tại duy nhất trên thế gian không sợ mệnh kiếp, bởi vì mệnh kiếp không có tác dụng gì với nó, cũng là tồn tại duy nhất không sợ nhân quả, bởi vì nhân quả chỉ có tốt chứ không xấu với nàng. Dù sao, nàng cũng thật sự vô địch. Dương Diệp. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nàng nghe không hiểu lắm. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Dù sao cũng là nói ngươi rất lợi hại. Nghe vậy, Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó đầu nhỏ dùng sức cà cà vào cằm của Dương Diệp. Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài. Linh Tổ, không phải như vậy đâu. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Nam Ly Mộng. 10 thể chất lớn mà ngươi nói là gì? Nam Ly Mộng nói. Ngươi biết An Nam Tĩnh không? Cũng chính là hồng nhan chi kỷ kia của ngươi. Dương Diệp gật đầu. Thế nào? Nam Ly Mộng nói. Nàng chính là một trong 10 thể chất lớn, thể chất vũ thần. Trên lý thuyết mà nói, nàng mới là người đáng sợ nhất. An Nam Tĩnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Ngươi có biết tung tích của nàng không? Ta bằng lòng dùng thần khí trao đổi. Nam Ly Mộng lắc đầu. Ta thật ra cũng rất muốn biết. Đáng tiếc bây giờ không có ai biết tung tích của nàng. Ta đã từng bỏ số tiền lớn cho người ta thôi diễn ra tung tích của nàng, người biết kết quả không? Vị cường giả hai giới kia thiếu chút nữa bị cắn trả mà chết. Có ý gì? Dương Diệp nhíu mày. Nam Ly Mộng nói. Ý chính là bây giờ tất cả thiên cơ của nàng đã người che đậy, hơn nữa thực lực của người này rất mạnh, đặc biệt mạnh mẽ. Chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Ngươi đừng lo lắng nàng nữa.
Nam Ly Mộng khẽ nói. Lấy thiên phú của nàng thì đi đây cũng có cường giả siêu cấp cướp làm bảo, người vẫn nên lo lắng nhiều hơn cho mình đi. Dương Diệp suy nghĩ một lát liền thoải mái, giống như Nam Ly Mộng nói, hắn lo lắng cho An Nam Tĩnh, không bằng lo lắng cho mình. Thực lực cùng phúc của An Nam Tĩnh chắc chắn tốt hơn hắn, hơn nữa, đối phương không ở cùng hắn thì tốt hơn. Theo hắn chỉ rước lấy một đống phiền phức thôi. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Một vấn đề cuối cùng, ta là thể chất gì? Hoặc nói thể chất của ta có tính là một trong 10 thể chất lớn không? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp. Không, tuy nhiên, nếu có 10 thể chất rác rưởi lớn, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối có thể đứng đầu bảng. Đúng vậy, thân thể đầy vận rủi, đi tới nơi nào, đánh đến nơi đó, vận rủi vĩnh viễn làm bạn với ngươi. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp trở lại bên trong Hồng Mông Tháp chữa thương, ở bên trong Hồng Mông Tháp trị liệu chừng mấy ngày, thương thế của hắn mới tốt được 7-8 phần, ở bên ngoài chỉ mới là mấy canh giờ. Hai người tiếp tục ra đi. Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng bước vào hai ngọn núi lớn, sau núi lớn là một thung lũng lớn rộng trăm trượng, sâu không thấy đáy, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy được một góc trời. Hai người đi không được vài bước, đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, Nam Ly Mộng không hiểu nhìn về phía Dương Diệp. Thế nào? Dương Diệp không trả lời mà nhìn về phía xa, ở đó xuất hiện một lão già mặc áo gai, lưng cõng một cái giỏ trúc, tay phải cầm một cây gậy trúc. Đỉnh gậy trúc treo một mảnh vải trắng, trên vải trắng có hai chữ lớn màu đen, công bằng. Lão già mặc áo gai bước nhanh về phía Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng, vừa đi vừa quan sát và khẽ nói. Kỳ lạ, vĩnh hằng giới nho nhỏ này tự nhiên xuất hiện cường giả kiếm tu như thế, không đúng, không đúng. Rất nhanh, lão già đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng, khi đi ngang qua Nam Ly Mộng cùng Dương Diệp, lão già đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhìn thấy ta. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn giỏ trúc phía sau lưng của lão già, mắt quay tròn, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp đã thấy sởn tóc gáy. Ngươi nhìn thấy ta. Lão già lại hỏi một câu. Dương Diệp cười gượng. Tiền bối, ngươi đùa kiểu gì vậy? Nói xong, hắn nhìn về phía Nam Ly Mộng bên cạnh. Ngươi nhìn thấy hắn không? Nam Ly Mộng nghe vậy liền nhìn về phía Dương Diệp trước mặt, nơi đó trống rỗng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp và nhíu mày, có chút không vui. Dương Diệp này giở trò quỷ gì vậy? Mà khi nàng nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bạch, giờ phút này, vẻ mặt Nam Ly Mộng thay đổi. Ánh mắt Tiểu Bạch nói cho nàng biết, trước mặt Dương Diệp quả thật có người, nhưng nàng không nhìn thấy được. Nàng đường đường là cường giả hai giới tự nhiên không nhìn thấy được. Đúng lúc này, ánh mắt của lão nhân rơi vào Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp. Ánh mắt lập tức sáng lên. Ồ! Đây không phải là một vị linh tổ sao? Đúng, tạm thời không phải, nhưng cũng sắp rồi. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ, tự nhiên lại gặp phải một con linh tổ ở đây, chà chà. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, mặc dù đang nhìn lão già mặc áo gai, nhưng ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn giỏ trúc phía sau. Lúc này, lão già mặc áo gai quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngoại trừ vỏ thanh kiếm kia, cùng khí loại khí vĩnh hằng trong người ngươi, không cái gì làm lão phu coi trọng được. Đúng rồi, vật nhỏ này ngược lại rất tốt, người bằng lòng bán không? Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa, hắn sao có thể bán Tiểu Bạch như vậy được? Cùng lúc đó, trong lòng hắn có chút đề phòng. Lão nhân trước mắt này quá thần bí. Lão già mỉm cười liếc nhìn Dương Diệp, do dự một lúc, sau đó nói. Ta thật ra có mấy cái bảo bối mà ngươi vừa vặn có thể sử dụng được, ngươi có muốn mua không? Dương Diệp còn chưa nói chuyện. Tiểu Bạch trên bả vai hắn đã gật đầu, nàng nhìn lão già biểu thị hắn mau lấy ra. Lão già liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó hắn thò vào giỏ trúc và lấy ra một thanh kiếm thật nhỏ, kiếm chỉ có dài bằng lòng bàn tay, thân kiếm màu đen, nhìn bề ngoài không có gì kỳ lạ cả. Tuy nhiên mắt Tiểu Bạch lại sáng rực lên. Lão già nói, thanh kiếm này gọi là vạn pháp kiếm, đừng thấy nó nhỏ, thật ra trong kiếm ẩn chứa pháp tắc của vạn đạo. Bao gồm pháp tắc thiên đạo của vĩnh hằng giới cũng ở trong đó, về phần uy lực, không phải lão đạo ta mặt dày, trong 10 vạn năm ở chư thiên vạn giới chỉ có 2 thanh kiếm có thể ép nó. Hai thanh nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lão già nói. Một thanh kiếm tên là Chu, kiếm này mạnh mẽ, tuyệt phách muôn đời, thiên mệnh kiêng kỵ nó 3 phần. Tuy nhiên đáng tiếc nó lại, ôi,
bị người đánh nát kiếm hồn, ngay cả kiếm linh cũng bị người mạnh mẽ xóa đi, bây giờ còn không biết ở đâu, kiếm hồn kia cùng kiếm linh không biết đã khôi phục được vài phần. Chu, mí mắt Dương Diệp không nhịn được giật giật, đó lại không phải là kiếm đứng đầu vĩnh hằng vũ trụ sao? Hắn suy nghĩ một lát, sau đó lại hỏi. Một thanh kiếm khác thì sao? Lão già liếc nhìn Dương Diệp, cười nói. Ngươi biết từ xưa đến nay có kiếm gì mạnh nhất không? Dương Diệp lắc đầu. Lão già cười nói. Phàm kiếm. Sao? Dương Diệp không hiểu. Lão già cười nói. Bất kỳ kiếm nào, chủ nhân không mạnh thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm. Nếu như chủ nhân mạnh mẽ, cho dù hắn sử dụng một thanh kiếm bình thường cũng có thể giết đế, có thể giết thần. Nói đến đây, hắn không nhịn được quay đầu liếc nhìn, sau đó nói. Thanh kiếm kia đã có khuynh hướng của phàm kiếm. Kiếm gì? Dương Diệp liếc nhìn phía sau lão già và hỏi. Lão già lắc đầu. Không có gì, đạo hữu, ngươi có mua thanh kiếm này không? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Bán thế nào? Lão già cười hì hì. Ngươi có ba cách để mua được thanh kiếm này. Thứ nhất, dùng vỏ kiếm cộng thêm khí loại khí vĩnh hằng trong cơ thể của ngươi để đổi. Thứ hai, dùng vật nhỏ này để đổi. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn Tiểu Bạch. Ánh mắt Tiểu Bạch lại rơi trên giỏ trúc sau lưng hắn. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó nói. Cách thứ ba. Lão già thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Loại thứ ba chính là dùng một hồn một phách của ngươi để đổi. Một hồn một phách. Dương Diệp lắc đầu cười. Không cần. Lão già khẽ thở dài. Đạo hữu, ta nói thật lòng, một hồn một phách của ngươi thật sự không phải đáng giá. Lão đạo ta sờ lương tâm của mình mà nói, cuộc mua bán này, ta có chút thiệt đấy. Tuy nhiên, nể tình ngươi có thể làm cho một vị linh tổ cam tâm đi theo như vậy, lão đạo mới bằng lòng đầu tư, lão đạo ta đã thật sự tinh thần chịu lỗ vốn rồi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Trước đó tiền bối cũng đã nói là kiếm lợi hại nhất thế gian, phàm là kiếm, ta cảm thấy lần này tiền bối nói rất hợp lý, kiếm tu, nếu như chủ nhân mạnh mẽ, cho dù sử dụng một nhánh gỗ cũng có thể chém thần chu tiên. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Phàm kiếm không phải đơn giản như vậy, lão đạo cũng không nói rõ được cho ngươi hiểu đường lối trong đó. Tuy nhiên, nếu ngươi không muốn mua, lão đạo cũng không ép buộc. Nói xong, hắn cất thanh kiếm kia vào trong giỏ trúc nhỏ. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ chậm rãi nắm chặt lại, lão già liếc nhìn Nam Ly Mộng với vẻ mặt nghiêm trọng bên cạnh Dương Diệp, hắn đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên lại liếc nhìn quyển sách dày trong tay Nam Ly Mộng. Có chút thú vị. Nói xong, hắn lại quan sát Nam Ly Mộng. Nhà đầu kia có tâm tư rất lớn, đường đi cũng rất đặc biệt, rất thú vị. Ngươi hãy nói với nàng giúp ta, mọi người không nên cưỡng ép. Cưỡng ép chính là cố chấp có tốt có xấu, một ý niệm không thuận thì khả năng chính là xấu. Nói xong, hắn cong giỏ trúc nhỏ muốn đi, mà vào lúc này, một móng vuốt của Tiểu Bạch đột nhiên đặt ở trên giỏ trúc nhỏ của hắn. Lão già mặc áo bào màu xám quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Làm gì vậy? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó tuét miệng cười, móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vào giỏ trúc nhỏ vài cái. Trong phút chốc, trong giỏ trúc nhỏ bắt đầu chấn động. Hình như có thứ gì đó muốn lao ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó mở miệng phun ra, một linh khí tinh thuần lập tức tiến vào trong giỏ trúc nhỏ. Rất nhanh, giỏ trúc nhỏ này chấn động càng thêm lợi hại. Sắc mặt lão già này chợt biến đổi, thân hình lóe lên, lùi về phía sau nhiều trượng, đề phòng nhìn Tiểu Bạch. Vật nhỏ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ của nàng chỉ vào này giỏ trúc nhỏ. Sau đó lại chỉ vào mình. Nàng muốn giỏ trúc. Nàng muốn cái giỏ trúc nhỏ. Dương Diệp. Vẻ mặt lão già lập tức cổ quái. Đây là ta. Tiểu Bạch liếc nhìn giỏ trúc nhỏ và chỉ vào nó. Sau đó lại chỉ vào mình cùng lão già mặc áo gai. Rõ ràng nàng đang bảo giỏ trúc nhỏ tự chọn mình và lão già này. Chọn cái quỷ à? Lão già mặc áo gai đột nhiên nhảy dựng lên. Sao ngươi không lấy bảo bối của mình ra bảo nó chọn chứ? Nói xong, lão già lập tức biến sắc và muốn chạy trốn. Mà lúc này, Tiểu Bạch vội vàng lấy ra vỏ kiếm kia còn có búa khai thiên đặt ở trước mặt lão già này, nàng nhìn những thần khí trước mắt, sau đó chỉ vào lão già lại chỉ vào mình, rõ ràng đang bảo những bảo bối này tự chọn. Dương Diệp muốn cười,
đây không phải là dối trá sao? Quả nhiên, vỏ kiếm kia, búa khai thiên hồng hoang hoàn toàn không do dự lựa chọn Tiểu Bạch cười, sau đó cất bảo bối đi. Tiếp theo, nàng nhìn về phía lão già, biểu thị tới phiên ngươi. Lão già đột nhiên dùng sức vỗ trán mình một cái, khóc tăng nói. Ta làm bậy rồi, làm bậy rồi. Thế gian có rất ít người biết lão nhân nói gì, nhưng một số người từng tiếp xúc qua đều biết lão già rất coi trọng hai chữ công bằng. Khi giao dịch với người đều lấy một vật đổi một vật, cho dù hắn có thực lực có thể cướp lấy, hơn nữa nếu như người khác không bằng lòng, hắn cũng tuyệt đối không bắt buộc. Công bằng. Bởi vì một câu nói của hắn, Tiểu Bạch rất công bằng, lấy bảo bối ra, sau đó những bảo bối đều lựa chọn Tiểu Bạch. Bây giờ tới phiên lão. Thật ra, khi Tiểu Bạch sờ vào giỏ trúc nhỏ, nếu như hắn lập tức rời đi thì không sao cả. Nhưng hắn không làm vậy. Đây là điểm khiến hắn hối hận. Đi bây giờ à? Không kịp nữa rồi. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào lão già, khiến lão già cảm thấy da đầu tê dại. Thật ra, ngay từ lúc đầu hắn cũng rất đề phòng Tiểu Bạch, bởi vậy hắn che đậy thiên cơ của giỏ trúc nhỏ, làm cho đồ vật bên trong không cảm giác được Tiểu Bạch tồn tại. Nhưng sau khi một móng vuốt của Tiểu Bạch sờ lên, thủ đoạn gì cũng không có tác dụng nữa. Lão già rất dầu dĩ, đặc biệt dầu dĩ. Lấy đồ ra à, vậy hắn đã đoán được kết quả rồi. Linh tổ có lực hấp dẫn quá lớn đối với mấy thứ kia. Nếu không lấy ra, điều đi ngược với bản tâm của hắn. Dù sao, Tiểu Bạch người ta đã rất công bằng, lấy ra bảo bối rồi. Một lát sau, lão già khẽ thở dài. Công bằng à công bằng. Lão đạo cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế gian đều chắc hẳn phải tuân theo hai chữ này. Bất kể là cường giả hay là người yếu, nếu như đều tuân theo hai chữ này, như vậy thế gian sẽ thái bình. Nói xong, hắn lấy từ trong giỏ trúc ra một bình ngọc màu trắng, vẫn có một cuốn sách cuộn màu vàng đất. Hai vật này mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm hai bảo bối, sau đó tuét miệng cười, không bao lâu, nàng thu hồi vẻ tươi cười. Đưa hai bảo bối nhận được vào bên trong hồng mông tháp, sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía giỏ trúc nhỏ sau lưng lão già. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bạch, Dương Diệp biết giỏ trúc nhỏ này mới thật sự là bảo bối. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Bạch, khóe miệng lão già co giật một hồi rồi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Trong bình này chứa nước thần, thật ra chính là huyết phách của một cường giả, ta nói như thế, nếu để cho thanh kiếm giết chóc còn có đạo giết chóc trong cơ thể ngươi hấp thu. Cấp bậc của bọn họ sẽ lập tức được nâng cao một cấp bậc, tuy nhiên, thần huyết quá mạnh mẽ, nếu như bước vào kiếm giết chóc, kiếm linh của kiếm này sẽ biến mất, bản thân ngươi quyết định đi. Ngoài ra, máu này còn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như để ngươi hấp thu có thể nâng cao cơ thể, máu của hắn còn tốt hơn cả máu của chân long. Sau 10 năm, không quan tâm ngươi nâng cao tới trình độ nào, máu này đối cũng là thần vật của ngươi, sẽ không dám sút. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Sau đó nói, quyển sách này, tên là Vạn Giới Đồ, đã từng có cường giả lấy thần thông lớn tập trung vẽ chư thiên vạn giới, thật ra đây chính là một tấm bản đồ, nhưng cũng không phải là bản đồ bình thường. Dù sao, người muốn đi tới giới nào, cứ sử dụng Vạn Giới Đồ thì vèo một cái đã đến. Đương nhiên, có nhiều chỗ người vẫn đừng đi thì tốt hơn. Ngoài ra, bức vẽ này còn có một công năng chính là, khóa giới, sau này người giao đấu cùng người khác. Nếu như không muốn đối phương chạy trốn, sử dụng bức vẽ này, đối phương sẽ bị người khóa ở bên trong bức vẽ, nó thừa sức vây khốn một cường giả phá giới cảnh tứ giới. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là người phải đánh thắng được người ta. Nói xong, lão già khẽ thở dài. Ngày hôm nay đúng là thiệt cả vốn gốc. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngăn cản ở trước mặt của hắn, Tiểu Bạch chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào giỏ trúc nhỏ. Mà giỏ trúc sau lưng lão già không ngừng chấn động. Lão già đột nhiên dậm chân phải xuống mặt đất. Làm bậy, sao ta lại gặp phải một tên thổ phỉ như ngươi chứ? Thật đúng là làm bậy mà. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vào giỏ trúc, rất nhanh lại có hai trái cây màu xanh rơi vào trước mặt Tiểu Bạch. Cho ngươi, ta đưa cho ngươi miễn phí, đại gia, ngươi là đại gia của ta, ngươi đừng quyến rũ đám danh con kia nữa. Hẹn gặp lại, không đúng. Vĩnh viễn cũng đừng gặp nữa. Dứt lời, lão già trực tiếp biến mất trong không trung. Tiểu Bạch ôm hai trái cây kia và có chút sửng sốt. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch để hai trái cây sang một bên, hai móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy,
hưng phấn, kích động, đến cuối cùng lại trở thành chán nản. Bảo bối tốt. Tiểu Bạch ý là cái giỏ kia là một bảo bối tốt, vô cùng tốt, tốt nhất trong những thứ nàng từng thấy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, khẽ nói. Chúng ta đã buôn bán có lời rồi, không phải sao? Tiểu Bạch vẫn còn có chút chán nản, bởi vì bảo bối này đã trao đổi và nàng, nói cách khác dã bằng lòng theo nàng. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt Tiểu Bạch rơi vào trên trái cây trước mặt này, mà lúc này, Tiểu Ngưu, Thái Cổ Chân Long cùng với Nhị Nha đều xuất hiện ở đó. Thái Cổ Chân Long này nhìn chằm chằm vào trái cây trong tay Tiểu Bạch, trong mắt hoàn toàn không che giấu tham lam cùng nóng nảy. Tiểu Ngưu cũng chăm chú nhìn hai trái cây kia, tuy nhiên, nó tương đối kín đáo hơn, ánh mắt nó thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Tiểu Bạch. Nó biết rất rõ ràng, Tiểu Bạch mới là chủ nhân của trái cây này. Về phần Nhị Nha lại tương đối lợi hại, nàng nắm lấy một trái cây trong đó, không ngừng quan sát. Tiểu Bạch cũng không tức giận, bởi vì quan hệ của nàng và Nhị Nha rất tốt, mỗi lần Nhị Nha ăn mứt quả đều sẽ cho nàng liếm vài cái, nàng cùng Nhị Nha thường là ngươi liếm một cái, ta liếm một cái. Quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Vương Nhị Nha quan sát trái cây này một hồi, sau đó nói. Trái cây này rất tốt. Nói xong, nó đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đưa trái cây này cho Nhị Nha, rõ ràng là cho Nhị Nha. Nhị Nha lại lắc đầu. Đây là của ngươi, đồ tốt nên ngươi ăn đi. Tiểu Bạch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại liếc mắt nhìn Nhị Nha, cuối cùng, nàng vẫn đưa trái cây cho Nhị Nha. Nhị Nha lại lắc đầu, sau đó đặc biệt nghiêm túc nói. Thật sự rất tốt đấy, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó cắn một cái, tiếp theo, nàng lại đưa cho Nhị Nha suy nghĩ một lát, sau đó cũng cắn một cái. Mắt Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long cũng sắp rơi ra ngoài. Đặc biệt là Thái Cổ Chân Long đã chảy nước miếng, không đúng, là nước miếng rồng. Một lát sau, Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu đột nhiên có chút khẩn trương. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, nàng nhìn về phía trái cây trong tay, sau đó nàng dùng sức bẻ mạnh, trái cây này biến thành hai mảnh, nhưng còn chưa đủ, vì vậy, nàng lại bẻ. Bốn miếng. Trái cây này biến thành bốn miếng. Tiểu Bạch cho Nhị Nha một miếng, sau đó lại đưa cho Tiểu Ngưu một miếng. Giờ phút này, Tiểu Ngưu cảm động tới mức run rẩy, cho dù Tiểu Bạch bảo nó lên núi đao, xuống biển lửa, nó cũng sẽ không nhíu mày. Còn lại hai nửa cuối cùng, Tiểu Bạch nhìn về phía Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Chân Long lập tức trở nên khẩn trương. Tiểu Bạch do dự một lúc, sau đó cũng đưa cho Thái Cổ Chân Long một miếng, Thái Cổ Chân Long nuốt nước bọt và nhìn Tiểu Bạch. Sau đó Long chảo chỉ vào miếng trái cây, ý hỏi lại có chắc chắn cho nó không? Móng nhỏ của Tiểu Bạch ném đi, trái cây này trực tiếp rơi vào trước mặt Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long bỗng chốc lại ôm lấy miếng trái cây, nhưng lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch còn có một miếng. Nhìn miếng này, Tiểu Bạch đột nhiên biến mất, nàng bước vào bên trong Hồng Mông Tháp, nói chính xác là tìm đến Tử Nhi cười toét miệng, sau đó đưa trái cây tới trước mặt Tử Nhi. Tử Nhi ngây người. Một lát sau, Tử Nhi khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi ăn đi. Tiểu Bạch lại lắc đầu, sau đó móng vuốt của nàng vung vẩy, biểu thị trái cây này có tác dụng rất lớn cho Tử Nhi. Thật ra, Tử Nhi đã cảm nhận được, khi nàng nhìn thấy trái cây này, nàng đã biết được trái cây như thế có thể làm cho nàng đạt được một độ cao trước đó chưa từng có. Nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, trong lòng rất ấm áp. Nàng cầm qua và tách ra làm đôi. Sau đó đưa một nửa cho Tiểu Bạch. Chúng ta mỗi người một nửa, có được không? Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, tiếp theo, nó ôm nửa quả rời khỏi Hồng Mông Tháp. Tử Nhi nhẹ nhàng cắn một miếng, chất lỏng chảy vào cơ thể, trong phút chốc, Tử Nhi trực tiếp chấn động, thoáng cái, rất nhiều ánh sáng màu tím xuất hiện ở trên người Tử Nhi, cùng lúc đó, khí tức Tử Nhi cũng trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đi tới trước mặt Dương Diệp và chỉ vào trái cây, sau đó chỉ vào Dương Diệp, móng nhỏ nhẹ nhàng giang ra, ý của nàng là bây giờ Dương Diệp ăn trái cây này vô dụng. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, cười nói. Không sao, ngươi ăn đi. Tiểu Bạch lại là lắc đầu, móng nhỏ của nàng mở ra, bên trong, có hai hạt giống màu đen, nàng nhìn Dương Diệp tuét miệng cười, sau đó đặt hai hạt giống kia vào sau núi kiếm tông bên trong Hồng Mông Tháp. Bắt đầu từ giờ phút này. Mỗi ngày Tiểu Bạch lại thêm một công tác,
chính là mỗi ngày không ngừng sử dụng linh khí chăm sóc nuôi dưỡng hai hạt giống này, không chỉ có linh khí của nàng, còn có hồng mông tử khí. Về phần đó miếng trái cây còn lại, Tiểu Bạch không ăn, cũng không tặng người, nàng giấu đi, ngay cả Dương Diệp cũng không biết nàng để ở đâu, cũng không biết nàng muốn làm gì. Sau khi Thái Cổ Chân Long cùng Tiểu Ngưu, Nhị Nha ăn xong, ba kẻ, ngoại tộc, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Thái Cổ Chân Long cùng Tiểu Ngưu trực tiếp trở lại sau Kiếm Tông Sơn bên trong Hồng Mông Tháp, ngọn núi lớn truyền đến khí tức cường đại. Mà Nhị Nha ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy nhiên, Dương Diệp cũng cảm giác trên người nàng đang phát sinh biến hóa gì đó, chỉ có điều không rõ ràng như Tiểu Ngưu cùng Thái Cổ Chân Long. Hắn đi chưa? Lúc này, bên cạnh Dương Diệp truyền đến giọng nói Nam Ly Mộng. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Nam Ly Mộng, sau đó khẽ gật đầu. Nam Ly Mộng nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói, nàng đi về phía sâu bên trong thung lũng. Lúc này, Dương Diệp nói, ngươi không muốn biết người kia là ai sao? Nam Ly Mộng cười nói, hắn chỉ để cho ngươi thấy hắn, điều này đại biểu là cơ duyên của ngươi, ta biết thì có ý nghĩa gì? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, hắn bảo ta cho ngươi biết một câu. Câu gì vậy? Nam Ly Mộng hơi tò mò. Dương Diệp nói, hắn nói ngươi có dã tâm rất lớn, đi con đường cũng rất đặc biệt, rất thú vị. Còn nữa, hắn nói mọi chuyện không nên cưỡng ép chính là cố chấp có tốt có xấu, một ý niệm không thuận thì có khả năng sẽ hỏng. Không cố chấp. Nam Ly Mộng từ từ nhắm hai mắt lại, qua rất lâu, nàng mở mắt, sau đó xoay người nhìn về phía lối ra của sơn cốc này. Cảm ơn. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chúc mừng. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp lại nhận được rất nhiều lợi ích. Dương Diệp cười nói. Nhờ phúc của Tiểu Bạch thôi. Không có Tiểu Bạch, hắn căn bản không có khả năng có những lợi ích này. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp đã bắt đầu ngủ say. Tiểu Bạch nằm yên ở trên vai của Dương Diệp. Hai móng nhỏ của nàng lại ôm cổ của Dương Diệp, giống như treo ở trên người của Dương Diệp vậy. Như vậy, nàng có cảm giác rất an toàn. Cho đến tận bây giờ, Nam Ly Mộng cũng không nghĩ ra vì sao một vị linh tổ lại dựa dẫm vào Dương Diệp như vậy. Hơn nữa, Dương Diệp còn là một người thích giết chóc. Thật ra, một người ở thời điểm khó khăn nhất sẽ dễ dàng nhớ cái tốt của người khác được, cho dù cái tốt đó rất nhỏ. Ở thời điểm tối tăm nhất, Tiểu Bạch gặp được Dương Diệp, vì vậy làm bạn với hắn cả quãng đời còn lại. Hai người tiếp tục đi, sơn cốc rất dài. Phải đi gần sau nửa canh giờ, hai người cuối cùng mới đi khỏi sơn cốc. Mà lúc này, trời đã tối. Màn đêm buông xuống, không ánh trăng, mặt đất một mảnh màu đen. Tiểu Bạch cảm giác bảo bối tốt vẫn ở phía trước. Thật ra, bây giờ Tiểu Bạch đã không mấy hứng thú nữa. Bây giờ, trong đầu nàng đều cái giỏ trúc kia. Thật ra không phải là nói giỏ trúc tốt bao nhiêu, mà là trong giỏ trúc chứa rất nhiều bảo bối. Nam Ly Mộng nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó nói, tối nay không đi nữa. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nam Ly Mộng liếc nhìn phía xa, sau đó nói, đêm đường có rất nhiều quỷ. Dương Diệp. Hai người lại ngồi xuống ở đầu sơn cốc, Dương Diệp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Thần huyết. Dương Diệp lấy ra bình ngọc màu trắng vẫn có vạn giới đồ, ánh mắt của hắn rơi vào trên thần huyết, để thần huyết cho thập phương vô địch cùng kiếm tổ sao. Hắn từng nghĩ tới nhưng chẳng bao lâu lại hủy bỏ ý nghĩ này. Tuy có thể nâng cao thập phương vô địch cùng kiếm tổ, nhưng hắn cũng không quên lời của lão già này nói, thần huyết này có thể sẽ hủy diệt kiếm linh của kiếm tổ cùng linh của thập phương vô địch. Thập phương vô địch cũng có linh, dĩ nhiên chính là những oán linh kia. Buông tha ý nghĩ này, Dương Diệp mở bình ngọc màu trắng ra, trong bình ngọc có 5 giọt máu tươi, màu đỏ thẫm. Ăn một giọt sao? Lúc này... Kiếm Kinh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và liếc nhìn 5 giọt máu tươi. Tốt nhất tạm thời đừng dùng thần vật này. Thứ này không đơn giản, nếu như ngươi không chịu được lực lượng của nó, không chỉ không thể nâng cao mình, ngược lại sẽ hủy diệt chính mình. Dương Diệp khẽ gật đầu, lực lượng trong máu này làm cho hắn cảm giác tim đập nhanh, nói một cách đơn giản, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn dùng thần huyết này thì nhất định sẽ sống không bằng chết. Mà bây giờ ở nơi quỷ quái này, hắn tốt nhất vẫn nên duy trì trạng thái đỉnh phong thì thỏa đáng hơn. Không chỉ có vậy, hắn cũng không thể quá yên tâm về Nam Ly Mộng này. Con người không thể không có lòng đề phòng người, hắn cũng không muốn bị người hãm hại.
Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Đi tìm Chỉ Tiên. Dương Diệp đang muốn hỏi thì Kiếm Kinh đã rời đi. Do dự một lúc, Dương Diệp đi tới ngọn núi của Bạch Chỉ Tiên, cũng chính là Tiên Hà Phong, do Bạch Chỉ Tiên tự mình đặt. Trong một gian đại điện, Dương Diệp mới vừa vào đã ngửi thấy một mùi thơm. Dương Diệp đi tới bên trong điện, ở đó có một bể tắm lớn, bên trong là một nữ tử đang nằm yên. Đó chính là Bạch Chỉ Tiên. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Cho ta một hơi thở. Dứt lời, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, nhìn về phía Nam Ly Mộng. Ta muốn đi vào tu luyện một lát, an toàn bên ngoài lại nhờ vào ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp. Bên cạnh bể tắm, tay phải của Dương Diệp vung lên, trang phục trên người hắn trực tiếp biến mất, mà lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên từ bên trong bể tắm đứng lên. Hoàn toàn không mặc gì. Song tu. Thế gian phân ra âm dương, vạn vật tương đối, có âm nhất định phải có dương, âm dương điều hòa cũng là một loại đại đạo. Ngay từ lúc đầu có chút trúc trắc, nhưng chẳng bao lâu, hai người luyện càng ngày càng thuần thục. Trong đầu Bạch Chỉ Tiên xuất hiện rất nhiều tư thế, ở bên trong âm dương giáo gọi loại tư thế này là âm dương kỹ, tổng cộng có 36 loại, theo thứ tự là, chuông vàng treo ngược, lão hán xe đẩy, quan thế âm ngồi sen, mãnh hổ xuống núi. 36 loại âm dương kỹ, mỗi loại đều có tác dụng kỳ diệu. Ngay từ lúc đầu, Bạch Chỉ Tiên có chút ngượng ngùng với những âm dương kỹ này, tuy nhiên theo hai người càng lúc càng động tình, rất nhanh, từng tư thế được trình diễn. Dương Diệp, cũng có những sảng khoái khác nhau. Cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp nằm ở trên bể, ở trong ngực hắn là Bạch Chỉ Tiên. Phía trên hoàn toàn hỗn loạn. Mặt Bạch Chỉ Tiên ửng đỏ giống như uống rượu vậy. Tay phải của Dương Diệp xoa một vật, khẽ nói. Chuyện duyên phận quả thật kỳ diệu. Trước đây hắn vừa tới Vĩnh Hằng Giới, còn thiếu chút nữa thì giết chết Bạch Chỉ Tiên, Bạch Chỉ Tiên cũng thiếu chút nữa giết chết hắn. Nhưng đảo mắt, hắn cùng Bạch Chỉ Tiên lại trở thành người thân thiết. Ở trên con đường tu hành, rất nhiều người không qua để ý tới chuyện nam nữ, tình một đêm, mỗi người thu hoạch sinh lý cần phải nhiều không kể xiết. Dương Diệp hắn lại không như vậy, nếu lựa chọn ở cùng với nhau thì chính là cả đời. Trong lòng Dương Diệp, Bạch Chỉ Tiên khẽ nói. Thật ra, ta rất nhớ những ngày tháng ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn thật ra cũng có phần nhớ nơi đó. Ở đó không cần suy nghĩ gì, không có áp lực gì, rất bình yên. Hắn cũng rất nhớ những người ở đó, Đồ Tể, lão già Lôi Thôi, Thái Thẩm, lão thần côn. Đúng lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên cưỡi ở trên người của Dương Diệp, quyến rũ cười. Ở trong âm dương kỹ có một chiêu gọi, người ngọc thổi thiêu, người có muốn thử xem. Dương Diệp ngây người, mà lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên trượt xuống. Rất nhanh đã cúi đầu vào trong nước. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Nam Ly Mộng ở cách đó không xa đã đốt một đống lửa, nàng liếc nhìn Dương Diệp. Tu luyện à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Tu luyện. Thật ra, những lời này cũng không phải là giả. Tuy hắn cùng Bạch Chỉ Tiên song tu, nhưng hắn cũng cảm nhận được lợi ích. Âm dương giáo ở thời kỳ thái cổ cũng thuộc về giáo lớn đứng đầu, công pháp của bọn họ chắc chắn không phải là giả. Tuy song tu này không khiến cho hắn nâng cao cảnh giới của bản thân mình trong nháy mắt, nhưng vẫn nâng cao tu vi của hắn, hơn nữa còn không ít. Theo suy nghĩ của hắn, sau này song tu nhiều, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đạt được giới chân cảnh. Đối diện Dương Diệp, Nam Ly Mộng không để ý tới Dương Diệp mà ngồi xếp bằng dưới đất, không ngừng lật xem quyển sách trước mặt. Đây là ngươi viết sao? Dương Diệp hỏi. Đúng. Nam Ly Mộng khẽ nói nhưng không ngẩng đầu. Dương Diệp nói. Bên trong có những gì vậy? Nam Ly Mộng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Một món thần khí. Dương Diệp nhắm hai mắt lại, giống như người vừa nói không phải mình. Nam Ly Mộng bật cười. Tỷ ta cho ngươi biết, sau này có 100 món thần khí cũng mua không được vật trong tay ta đâu. Dương Diệp nhún vai. Không tiếp lời. Ở đó im lặng. Không biết qua bao lâu, phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một kiếm quang sáng như tuyết. Kiếm quang xông thẳng lên trời, xé rách phía chân trời. Tiếng kiếm ngân này thu hút ánh mắt của Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh liền đứng dậy, sau đó chạy về phía bên kia.
là tên kiếm tu kia. Trên đường, Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Tên kiếm tu phá cấm chế nơi đây. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, mấy cường giả của thế lực lớn bây giờ chắc chắn cũng ở chiến trường Thái Cổ, tuy mục tiêu của bọn họ là kiếm tu kia, nhưng nếu như nhìn thấy ngươi cũng chắc chắn sẽ ra tay với ngươi, cho nên... Rõ ràng là nàng muốn bảo Dương Diệp nghĩ cách che giấu bản thân. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra một cái áo bào đen bao phủ mình, bây giờ tuy hắn không sợ cường giả phá giới cảnh bình thường, nhưng mấy thế lực bây giờ lại tập trung rất nhiều cường giả, nếu để cho đối phương gặp hắn, hắn chắc chắn sẽ bất lợi. Lúc có thực lực thì có thể phách lối một chút, nhưng lúc thực lực không đủ thì vẫn phải khiêm tốn một chút. Không có thực lực còn cố ý muốn phách lối thì chính là ngu xuẩn. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, nàng bước nhanh hơn. Hai người đều không lựa chọn bay, bay ở đây quá bắt mắt. Hai người tới tìm bảo, chứ không phải tới tìm phiền toái. Đi qua một rừng rậm, hai người tới một vùng đầm lầy. Nam Ly Mộng ngừng lại bên đầm lầy và nhìn rất lâu, Nam Ly Mộng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hỏi tiểu tử kia, ở đây có nguy hiểm không? Dương Diệp. Còn lo lắng làm gì? Nam Ly Mộng nói. Tên tiểu tử kia rất mẫn cảm với nguy hiểm, hỏi nàng một chút đi. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch ra và chỉ vào vùng đầm lầy. Ở đây có nguy hiểm không? Tiểu Bạch khẽ xoa mắt ngáy ngủ, sau đó nàng có chút bất mãn cọ cọ trong ngực của Dương Diệp, vừa rồi nàng đang ngủ đấy. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, Nam Ly Mộng nói. Vật nhỏ, ở đây có nguy hiểm không? Ngươi giúp chúng ta. Nói đến đây, biểu tình của Nam Ly Mộng đột nhiên khó coi. Bởi vì tên tiểu tử nằm sấp ở trong ngực cô Dương Diệp đã ngủ say. Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài. Đây tuyệt đối là một con linh tổ giả, giả, tuyệt đối là giả. Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào mông Tiểu Bạch, sau đó nói, C. Vật nhỏ, nhìn giúp chúng ta xem ở đây có nguy hiểm không. Tiểu Bạch khẽ xoa mông nhỏ và liếc nhìn đầm lầy rồi lắc đầu. Tiếp theo. Nàng ôm lấy cổ của Dương Diệp, cứ treo ở trên người của Dương Diệp ngủ tiếp. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, ôm nàng ở trên vai, sau đó nhìn về phía Nam Ly Mộng. Không có nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Nói xong, mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, giống như một con chim nhỏ bay lên trời, cuối cùng rơi vào trong đầm lầy. Nam Ly Mộng theo sát phía sau. Đầm lầy rất lớn, còn lớn hơn so với Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng tưởng. Hai người đi gần một giờ vẫn chưa ra khỏi vùng đầm lầy này. Dương Diệp rơi vào trên một cái cây và đang lại muốn nhảy đi, đột nhiên, hắn đột nhiên biến sắc, thân hình lóe lên, lao về phía chân trời. Ở phía dưới có một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trong đầm lầy này phóng lên cao, sau đó đập về phía hắn. Dương Diệp nhìn thấy rõ ràng quái vật khổng lồ này. Quái vật khổng lồ có hình thể tương tự với cá sấu, nhưng kích thước lại khác hẳn, trên đầu có hai cái sừng. Trên lưng mọc một loạt gai dài bén nhọn, đuôi giống như đuôi rồng, dài đến mấy trượng. Trong không trung, sắc mặt Dương Diệp đặc biệt khó coi, hắn trừng mắt nhìn Tiểu Bạch trên vai đang lộ ra vẻ mặt vô tội, sau đó hai tay nắm kiếm chém xuống dưới. Một kiếm hạ xuống, giống như khai thiên. Suy, một kiếm quang đỏ như máu trực tiếp rơi xuống. Khí thế do con quái vật khổng lồ phát ra trực tiếp bị một kiếm này của Dương Diệp chém nát. Nhưng kiếm khí của Dương Diệp rơi vào trên đầu quái vật khổng lồ này lại căn bản không có phá vỡ được phòng ngự của nó. Ngược lại, con quái vật khổng lồ kia đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày. Khi hắn lại muốn động thủ, Tiểu Bạch đột nhiên vỗ nhẹ vào móng vuốt. Rất nhanh, Dương Diệp đã nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu xuất hiện ở trước mặt hắn cùng Tiểu Bạch. Trong phút chốc, Tiểu Ngưu trực tiếp đánh một quyền về phía bên dưới. Chính xác là trời đất chấn động, Tiểu Ngưu trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, mà con quái vật khổng lồ cũng bị một quyền này của Tiểu Ngưu đánh đến trong vùng đầm lầy, nhưng chẳng bao lâu, con quái vật khổng lồ lại lao vọt ra, sau đó xông về phía Tiểu Ngưu. Không chỉ có vậy, một áp lực mạnh mẽ giống như nước lũ từ quái vật khổng lồ này cuốn ra ngoài. Dương Diệp nhíu mày khi cảm nhận được uy áp này. Long uy. Hắn tự nhiên cảm nhận được long uy. Lúc này Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Thái cổ long ngạc, một loại sinh vật thái cổ mạnh mẽ, rất mạnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Không phải nói không có nguy hiểm không?
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng giơ giơ móng chỉ vào thái cổ long ngạc đang chiến đấu cùng Tiểu Ngưu, biểu thị cái này nguy hiểm gì. Khóe miệng Dương Diệp giật giật. Nguy hiểm sao? Đại yêu này thật sự không có uy hiếp gì đối với Tiểu Bạch. Mà sở dĩ đối phương không cảm giác được Tiểu Bạch, là bởi vì Dương Diệp sử dụng kiếm vực che giấu hắn cùng Tiểu Bạch. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn thái cổ long ngạc. Tiểu Bạch có thể nhận được nó không? Con thái cổ long ngạc này ít nhất phải là cấp bậc phá giới cảnh. Nếu như có thể thu phục, ngược lại sẽ trở thành một trợ lực lớn cho hắn. Nhưng hắn lại có chút do dự. Sinh vật thái cổ này rất cường đại, bình thường sẽ không muốn cúi đầu. Sở dĩ Tiểu Ngưu cùng thái cổ chân long cúi đầu là bởi vì Tiểu Ngưu cùng này thái cổ chân long còn nhỏ tuổi, tự nhiên sợ hãi Tiểu Bạch, phải nói là muốn nịnh bợ Tiểu Bạch. Nhưng con thái cổ long ngạc này không có khả năng là trẻ con. Hắn nhìn thấy hung quang, khí thế tàn ác, sát ý ở trong mắt thái cổ long ngạc. Phía xa, Tiểu Ngưu rõ ràng đánh không nổi xa thái cổ long ngạc, đã bị nó áp chế, trên thân còn hứng chịu rất nhiều quyền. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lấy ra một cái búa mờ ảo, nàng tính tự mình ra tay. Tuy nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại rụt trở về, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nàng vẫn biết thực lực mình. Đánh nhau gì đó, nàng thật sự không quá am hiểu. Dương Diệp mỉm cười và đang muốn ra tay, mà vào lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng ngăn cản Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tiểu Ngưu. Đừng ra tay, nó sắp nhập hóa, không đúng, là sắp thăng cấp rồi. Thăng cấp à? Đúng lúc này, Tiểu Ngưu phía xa đột nhiên ngửa mặt lên trời và gầm lên giận dữ, trong phút chốc, hình thể của nó lớn hơn gấp mấy chục lần, lúc này, hình thể của nó còn lớn hơn cả thái cổ long ngạc, một khí tức cường đại từ trong cơ thể Tiểu Ngưu cuốn ra ngoài, tất cả không gian lập tức sôi trào. Dương Diệp sửng sốt. Giới chủ cảnh. Con trâu này lại đạt được giới chủ cảnh. Đúng lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch, nó đưa tay ra, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, rất nhanh đã hiểu rõ ý của Tiểu Ngưu, lập tức ném cái búa trong móng vuốt cho Tiểu Ngưu, khi búa khai thiên xuất hiện ở trên tay Tiểu Ngưu, hình thể cũng theo đó tăng lên gấp mấy chục lần. Mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng đều thay đổi. Dương Diệp cảm thấy Tiểu Ngưu đánh xuống một búa, có thể đập nát thiên địa này. Phía xa, cơ thể Tiểu Ngưu đã tăng vọt đến độ cao gần trăm trượng, nó đứng ở nơi đó lại giống như một ngọn núi lớn. Mà ở trong tay nó nắm một cây búa lớn. Búa khai thiên hồng hoang. Sau khi Tiểu Ngưu đột phá đến giới chủ cảnh, khí tức đã mạnh mẽ đáng sợ, nhưng bây giờ nó nắm cây búa, khí tức kia không phải đáng sợ nữa, mà là khủng khiếp. Đối diện Tiểu Ngưu, trong mắt thái cổ long ngạc xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Lúc này, nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên nhấc búa khai thiên bổ về phía thái cổ long ngạc. Một búa bổ tới, trên không trung xuất hiện một vết nứt không gian tối tăm dài đến nghìn trượng, đó là do búa khai thiên bổ ra. Vết nứt ở nơi đó lại giống như trời bị mở ra một vết thương, vô cùng kinh người. Bên dưới, trong mắt thái cổ long ngạc càng thêm nghiêm trọng. Thái cổ long ngạc không dám khinh thường, đột nhiên quay ngoắt người, cái đuôi rồng thật dài phía sau trực tiếp quăng về phía Tiểu Ngưu cùng cái búa khai thiên. Tất cả thiên địa chấn động lên. Nó lại là đại yêu phá giới cảnh hàng thật giá thật. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng, búa khai thiên trong tay Tiểu Ngưu rơi vào trên cái đuôi lớn của thái cổ long ngạc. Thái cổ long ngạc trực tiếp bị một búa này đánh cho từ phía chân trời rơi nhanh xuống, cuối cùng, nó rơi vào trong vùng đầm lầy, cả vùng đầm lầy trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên. Mà Dương Diệp cùng Nam Ly Mộng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút nghiêm trọng. Thực lực của Tiểu Ngưu có chút khủng khiếp. Điểm mạnh nhất của Tiểu Ngưu chính là lực lượng thân thể, cộng thêm thần khí búa khai thiên hồng hoang, có thể nói là liên kết mạnh mẽ. Về phần thái cổ long ngạc, cho dù cảnh giới của Tiểu Ngưu tăng lên, nhưng nếu như so đấu đơn thuần, nó vẫn không đánh lại thái cổ long ngạc, phải nói là huyết mạch Tiểu Ngưu kém hơn thái cổ long ngạc, tuy huyết mạch không thể quyết định tất cả, nhưng cũng đặc biệt quan trọng. Mà bây giờ, Tiểu Ngưu có thần khí, nhưng thái cổ long ngạc lại không. Giữa đại yêu cũng so về trang bị. Phía chân trời, Tiểu Ngưu khôi phục lại hình thể, nó đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó đưa cái búa nhỏ cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhận lấy cái búa và mỉm cười,
sau đó móng nhỏ vỗ nhẹ vào vai Tiểu Ngưu, đây là đang khen thưởng. Nhị Nha vẫn tiếp tục liếm mứt quả, liếm liếm vài cái, nàng lại đưa cho Tiểu Bạch liếm một cái. Ánh mắt Dương Diệp từ trên người Tiểu Ngưu thu hồi, sau đó nhìn về phía đầm lầy bên dưới, lúc này, đầm lầy đã khôi phục lại yên tĩnh, Thái Cổ Long Ngạc không có bất kỳ động tĩnh nào. Dương Diệp nhìn đầm lầy, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn đầm lầy và nhẹ nhàng hút một cái, trong phút chốc, linh khí trong đầm lầy lập tức sôi trào lên, ngay sau đó, những linh khí này giống như thủy triều vọt về phía Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch có chút kiêng kỵ. Đây là đang linh khí à, sao lại giống như bơm nước vậy? Một con vật khổng lồ đột nhiên từ trong đầm lầy lao ra. Đó chính là Thái Cổ Long Ngạc. Thái Cổ Long Ngạc nhìn chằm chằm vào đám người Dương Diệp, trong mắt đầy khí thế tàn ác. Nếu linh khí đều bị hút đi, vậy không phải là lấy mạng của nó sao? Lúc này, Tiểu Bạch đưa búa khai thiên hồng hoang cho Tiểu Ngưu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ hung dữ trong mắt Thái Cổ Long Ngạc biến thành kiêng kỵ, ánh mắt nó rơi vào trên thân Tiểu Bạch, lúc này, Dương Diệp đã không sử dụng kiếm vực che giấu khí tức của Tiểu Bạch nữa. Nhìn thấy Tiểu Bạch, Thái Cổ Long Ngạc lập tức sửng sốt. Rất nhanh, trong mắt nó xuất hiện một sự khó tin. Linh, sao có thể như vậy được? Dương Diệp liếc nhìn Thái Cổ Long Ngạc, rõ ràng tên to lớn trước mắt này đã nhận ra Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang muốn vung chảo, Dương Diệp lại lắc đầu, sau đó ôm nàng xoay người rời đi. Thái Cổ Long Ngạc ngây người, sau đó lại muốn đuổi theo, nhưng Tiểu Ngưu chắn ở trước mặt nó, ở trong tay Tiểu Ngưu là búa khai thiên hồng hoang. Thần sắc Tiểu Ngưu bình tĩnh, nhưng trên thân phát ra khí tức lại rất mạnh. Nhị Nha đi tới trước mặt Tiểu Ngưu, nàng giơ tay ra, Tiểu Ngưu rất biết điều đưa búa khai thiên hồng hoang tới trong tay của Nhị Nha. Nhị Nha nhìn búa khai thiên hồng hoang, gật đầu. Búa tốt, Tiểu Ngưu. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Long Ngạc. Dương điên, à không đúng, Dương ca bảo ta cho ngươi biết, có bằng theo hắn lăn lộn không? Chỉ cần ngươi bằng lòng, hắn có thể dẫn ngươi ra khỏi chiến trường Thái Cổ, còn có thể phân một ngọn núi ở sau kiếm tông cho ngươi, loại rất lớn đấy. Thái Cổ Long Ngạc liếc nhìn bóng lưng của Dương Diệp phía xa, sau đó khinh thường nói. Theo hắn lăn lộn sao? Một loài người kiến hôi hư chân cảnh, hắn có tư cách gì? Vương Nhị Nha đột nhiên ngừng liếm mứt quả, nàng nhìn Thái Cổ Long Ngạc, sau đó dùng búa chỉ vào nó. Vật to lớn, ta cho ngươi biết. Nếu ngươi để cho Tiểu Bạch nghe được câu này, ngươi nhất định phải chết, chết chắc luôn, có biết không? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu, ngươi nói có đúng không? Tiểu Ngưu liền vội vàng gật đầu. Đây cũng không phải là nó nịnh nọt Nhị Nha, mà thật sự không thể chọc Dương Diệp. Bất kể là Nhị Nha, hay là Tiểu Bạch, Dương Diệp mà điên lên, hai tiểu tổ tông vô pháp vô thiên này cũng sẽ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.